Lạc Việt xin kính chào quý bậc trưởng thượng, quý thân hữu, quý óp, quý ban điều hành của diễn đàn Thằng Mõ và các diễn đàn bạn cũng như trên các đài phát thanh và các website. Diễn đàn hội luận 8406 tranh đấu cho nền dân chủ pháp trị, tôn trọng nhân quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ. Hôm nay thứ Bảy, mồng 6 tháng 3 năm 2016. Diễn đàn hội luận 8406 hợp tác với diễn đàn Thằng Mõ, sinh hoạt tuần lễ thứ 393. Hân hạnh được tiếp đón ông Ngô Thiên Hiệp, người mà gia quyến gần gũi với cha Trương Biểu Diệp và họ đạo Tắc Sậy tại Cà Mau. Quý bậc trưởng thượng và quý thân hữu trên diễn đàn Thằng Mõ, quý đài Radio Việt Nam Tự Do, đài Radio Quốc Dân Dựng Cờ và các website Lạc Việt News, 8406 News, diễn đàn Người Dân Việt Nam .com. Đề tài hôm nay: tưởng niệm 70 năm cuộc thảm sát cha Trương Biểu Diệp, do ông Ngô Thiên Hiệp trình bày và đặc trách hội luận. Để mở đầu chương trình, mời quý thân hữu cùng giơ tay lên trong nghi thức khai mạc. Lễ chào cờ Việt Nam Tự Do bắt đầu. Phút cầu nguyện và mặc niệm. Để tưởng nhớ đến quốc tổ Hùng Vương, các vị anh hùng liệt nữ và các vị nhân sĩ đã đóng góp trí tuệ, sức lực, xương máu để bồi đắp nên dải giang sơn gấm vóc là nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam và nền văn hóa Việt Nam. Đặc biệt để tưởng nhớ công đức hai bà Trưng bà Triệu đánh đuổi quân Đông Hán, Ngô Quyền đánh đuổi quân Nam Hán, Lê Hoàn, Lý Thường Kiệt phá Tống Bình Chiêm, đời nhà Trần ba lần đánh đuổi giặc Nguyên, vua Lê Lợi, Nguyễn Trãi đánh đuổi giặc Minh, vua Quang Trung diệt quân Thanh. Để tưởng nhớ 74 chiến sĩ Hải quân Quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã tử trận trong trận Hải chiến Hoàng Sa năm 1974 chống Trung Cộng xâm lược. Chúng ta cầu nguyện cho các chiến sĩ dân chủ nhân quyền, dân oan khiếu kiện, dân oan tôn giáo, các bạn trẻ sinh viên yêu nước đang bị bạo quyền Việt Cộng trù dập hoặc đang chịu đày ải trong các trại tù. Đặc biệt hôm nay, chúng ta tưởng niệm 70 năm cuộc thảm sát cha Trương Biểu Diệp do Việt Minh, tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện vào năm 1956 tại họ đạo Tắc Sậy, Cà Mau. Hôm nay chúng ta cũng tưởng nhớ đến giáo sư Nguyễn Ngọc Bích đã đột ngột qua đời vài ngày qua. Ông là một nhà tranh đấu kiên trì, đồng hành với các nhà đấu tranh trong quốc nội. Ông cũng là nhà sáng tạo rất nhiều tác phẩm văn hóa, điều hành Việt Nam Film Club, thực hiện nhiều DVD như phim Đại Họa Mất Nước. Và cũng chính là vị diễn giả từng sinh hoạt trong diễn đàn Thằng Mõ vài tháng trước đây. Trong phút cầu nguyện và mặc niệm, xin mời các bạn tặng những bó bông tươi thắm cho tiền nhân, các vị anh hùng liệt nữ của dân tộc và cha Trương Biểu Diệp cùng với giáo sư Nguyễn Ngọc Bích. Phút cầu nguyện và mặc niệm bắt đầu. Một phút mặc niệm để ghi nhớ công đức tiền nhân các anh hùng dân tộc vị quốc vong thân. Phúc mặc niệm
tưởng nhớ đến đồng bào và chiến sĩ đã hy sinh trong công cuộc chiến đấu bảo vệ tự do. Phút mặc niệm để thương xót cho hàng ngàn đồng bào chúng ta chết đớn đau trong vùng kinh tế mới. Các chiến hữu đã gửi thân xác lại hốc núi ven rừng trong ngục tù cộng sản. Phút mặc niệm để tưởng nhớ đến hàng vạn đồng bào chúng ta kém may mắn trên đường tìm tự do đã gửi thân lại vùng biên giới và trên sóng biển mênh mông. Và sau hết, phút mặc niệm để thương tiếc cho những thân xác Việt Nam đã vùi chôn nơi xứ lạ quê người. Phút mặc niệm bất lạc. Kính thưa quý bậc trưởng thượng và quý thân hữu trên diễn đàn Thằng Mõ, trên các chương trình phát thanh, trên các website. Hôm nay rất là đặc biệt. Chúng ta tưởng nhớ đến cha Trương Bửu Diệp, một vị linh mục, một người cha thật là đáng kính và cũng thật là gần gũi với người dân lương giáo, mà hình như Ngài đặc biệt ưu ái đến người lương. Bởi vì chúng ta thấy người lương tức là những người lương thiện đã đến với cha Trương Bửu Diệp rất nhiều và được rất nhiều ơn lạ. Nói tóm lại, cha Trương Bửu Diệp là vị thánh đặc biệt cho những người lương giáo, tức là những người không phải là công giáo nhưng mà sống cuộc đời lương thiện. Tình yêu thương của Ngài nó đã thể hiện. Đúng ra là Ngài đã có thể trốn thoát và thoát chết, nhưng vì Việt Cộng lúc đó là Việt Minh muốn làm áp lực để cha phải trở về, nên chúng nó đã nhốt 100 người mà đa số là người lương vào trong lẫm lúa. Và chúng nó nói với cha Trương Bửu Diệp, nó đưa thông tin cho cha Trương Bửu Diệp là nếu ông không về, chúng tôi sẽ thiêu sống 100 người này mà đa số là người lương. Khi cha Trương Bửu Diệp về thì chúng nó cũng nhốt chung với những người bên lương và có một ít người công giáo. Bởi vì người công giáo khi biết tin đó thì người công giáo có kinh, thành thử là đã chạy trước phần lớn rồi. Thành thử cha Trương Bửu Diệp đã bị nhốt chung trong cái lẫm lúa đó với 100 người. Và cũng thật là điều lạ lùng. Rất nhiều người lương trong lẫm lúa đó đã xin cha rửa tội để vào đạo công giáo. Và nói với cha rằng chúng con sẵn sàng cùng chết với cha. Sau đó bọn Việt Minh đã đưa Ngài đem đi giết và thảy xác Ngài xuống ao. Và Ngài đã linh thiêng đến độ bây giờ cha Trương Bửu Diệp là vị thánh của người Việt Nam, mà là vị thánh đặc biệt cho những người lương và người giáo công giáo. Có lẽ trong tinh thần yêu thương vô bờ bến của cha Trương Bửu Diệp đối với những người đến cầu khẩn Ngài, không gì bằng chúng ta hãy cùng nhớ đến Ngài và cầu nguyện với Ngài qua một bài hát rất quen thuộc, đó là Kinh Hòa Bình.
Lạc Việt xin chân thành cảm ơn quý bậc trọng thượng và quý thân hữu đã giơ tay lên trong nghi thức khai mạc và những phút cầu nguyện thật là nghiêm trang để chúng ta tưởng nhớ đến một vị thánh của Việt Nam, đó là cha Trương Bửu Diệp, người rất là có cái lòng yêu thương và luôn luôn lắng nghe những ai đến kêu cầu cùng ngài. Ngài không có nề hà người đó là công giáo hay là lương giáo hay là bất kỳ đạo nào. Vâng, hôm nay chúng ta có một cái chủ đề rất là cận kề với cái tinh thần của cha Trương Bửu Diệp, và chúng ta cũng đặc biệt quan tâm đến cái cuộc thảm sát cha Trương Bửu Diệp do ai thực hiện. Và ngày nay chính vì cái câu hỏi do ai thực hiện mà nó có hai cái vấn đề tương đối là mâu thuẫn nhau. Việt Cộng thì dĩ nhiên chúng ta biết rồi, nó luôn luôn là muốn lèo lái tất cả các cái công cuộc, đặc biệt là công cuộc phong thánh. Chúng nó đã tổ chức rầm rộ và ngay cả nó xúi dục cả cái Hội đồng Giám mục Việt Nam khi mà Tòa Thánh Vatican chuẩn bị phong thánh cho các thánh tử đạo Việt Nam, thì chúng nó đã luôn luôn là gào thét lên là làm cái công việc này là phá hoại tình đoàn kết, là phá hoại chính nghĩa quốc gia Việt Nam, vân vân và vân vân. Đến ngày hôm nay, cha Trương Bửu Diệp, hồ sơ phong thánh cha Trương Bửu Diệp đang được Tòa Thánh tiếp nhận, thì chắc chắn là chúng ta cũng nghĩ rằng và biết thẳng ra rằng Việt Cộng không ngồi yên trong vấn đề này. Thành thử ra có thể chúng nó sẽ lèo lái để phao tin rằng cha Trương Bửu Diệp do tranh chấp ruộng đất mà bị giết, do lính Nhật còn sót lại làm tay sai cho Cao Đài giết, rồi vân vân và vân vân. Hôm nay chúng ta có cái cơ hội để đi tìm lại cái lịch sử và cái sự thật cho cái vấn đề sự cuộc thảm sát cha Trương Bửu Diệp. Và một trong những người mà chúng ta hôm nay gặp, tức là ông Ngô Thiên Hiệp. Ông Ngô Thiên Hiệp là con của thầy hai Ngô Thiên Cẩn, là người sống ở vùng Tắc Sậy, Cà Mau, là người đã đưa cha Trương Bửu Diệp đi trốn, nhưng sau đó vì Việt Minh nhốt 100 người dân trong lẫm lúa để chuẩn bị thiêu sống, thì cha nói là cha cần phải về để cứu giáo dân và cứu người dân Việt Nam vô tội. Thành thử ra khi đã bị thảm sát, và bây giờ cái cuộc thảm sát đó như thế nào và sự thật nó ra sao, chúng ta hãy lắng nghe cùng với ông Ngô Thiên Hiệp để trao đổi về những cái sự thật này. Vâng, xin được kính mời ông Ngô Thiên Hiệp chuẩn bị để chúng ta có thể trao đổi cho cái buổi hội luận hôm nay. Kính thưa quý vị và bà con cô bác, đặc biệt những vị yêu mến cha Trương Bửu Diệp, nhất là những vị lương giáo được ơn lạ do cha Trương Bửu Diệp cầu bầu cùng Chúa ban cho quý vị. Cha Trương Bửu Diệp từ nhiều năm nay đã là vị thánh mà bà con lương giáo chưa ai mà chưa từng nghe đến. Những lời tạ ơn xảy ra rất thường xuyên trên các tờ báo hải ngoại, còn trong nước, những bảng tạ ơn cha Diệp thì nhiều vô kể. Cha Trương Bửu Diệp chưa được giáo hội phong thánh, nhưng đối với đồng bào Việt Nam, ngài đã là thánh rất linh hiển và cũng là vị thánh rất gần gũi với bà con lương giáo. Ngài bị trong cuộc ruồng bắt đạo công giáo tại vùng Cà Mau từ những năm 1946. Ở Cà Mau, ai cũng biết là Việt Minh giết cha Trương Bửu Diệp và 6 nữ tu, nhưng hiện nay lại có nguồn tin khác khá xa với sự thật. Năm nay 2016, kỷ niệm 70 năm ngày chịu tử vì đạo, theo sự tin tưởng của tuyệt đại đa số người dân Việt Nam. Tuy nhiên, để làm sáng tỏ nghi vấn ai giết cha Trương Bửu Diệp, và nhất là để đáp ứng việc thu thập dữ kiện cho hồ sơ làm tài liệu cứu xét cho việc phong thánh, chúng ta sẽ cùng chia sẻ với ông Ngô Thiên Hiệp, là con trai của thầy hai Ngô Thiên Cẩn, đã rất gần gũi với cha Trương Bửu Diệp và họ đạo Tắc Sậy. Hôm nay Thiên Hiệp sẽ nói thêm về những dữ kiện mà ông đã được biết từ phía người cha ruột là thầy hai Ngô Thiên Cẩn, và nhất là biết rất rõ về địa lý, lịch sử và hoàn cảnh vùng đất Cà Mau, nơi mà ông và gia quyến ông đã từng sinh sống.
Vâng, xin mời ông Ngô Thiên Hiệp. Trong giai đoạn chuẩn bị hồ sơ phong thánh của giáo hội hiện nay, có những điều gì bất cập mà ông thấy cần phải làm sáng tỏ? Xin mời ông. Kính thưa quý vị, tôi Ngô Thiên Hiệp, có lời chào quý vị. Kính thưa quý vị, để hồ sơ xin tiên phong trương phước tự đạo được tòa thánh chấp thuận và cứu xét, trước hết chắc quý vị cũng biết ứng viên đó phải đáp ứng những tiêu chuẩn nghiêm ngặt mà họ tránh bắt buộc phải có như sau. Thứ nhất, có phải cái đó gây ra bởi lòng căm ghét đức tin Phi Tôn giáo, hoặc là ghét Đức Chúa Giêsu Kitô, ghét giáo hội không? Thứ hai, có phải trong tâm khảm và linh hồn người đó chấp nhận chết vì Đức Chúa Giêsu Kitô, chết vì Chúa, vì đức tin không? Thứ ba, người đó chết một cách bất đắc kỳ tử, bị giết chết do bạo lực không? Thứ tư, dân Chúa có xem người đó là một vị tử đạo, một vị thánh, là mẫu gương về lòng nhân đức, can đảm, Kitô hữu không? Và sau cùng, giáo dân có tin vào sức mạnh cầu bào của người đó không? Kính thưa quý vị, hội thánh sẽ tuần tự mà cứu xét. Nếu người không hội đủ tiêu chuẩn như nêu trên thì không thể nào tiếp tục mà cứu xét. Nếu chỉ điều 1 hoặc điều 2 không hội đúng những tiêu chuẩn nêu trên thì hồ sơ đó sẽ bị loại bỏ, ứng viên đó sẽ khó hoặc không bao giờ được cứu xét lại. Vì sao? Vì lúc nào cũng có hàng trăm, hàng ngàn hồ sơ xin tiên phong chân phước mà hội thánh cần phải cứu xét. Vậy mà cha tiên, cha lúc nào cũng tự nói như mình, người duy nhất được hội thánh chọn làm cáo tín nhiên, sưu tầm tất cả tài liệu về công cuộc tử đạo của cha Chu Bưu Nhiệm để cho mọi người cùng biết những gì cha tiên như ra, điều chứng minh, điều cố tình nói rằng cha tranh giành ruộng đất nên bị giết, hoặc là cha thân pháp rồi bị giết, hay vì người Nhật ghét pháp nên giết cha Nhật. Chúng thưa quý vị, những luận cứ mà cha tiên như ra như vậy thì cha Nhật làm sao hội đủ những tiêu chuẩn để mà cứu xét được nói gì đấy phong thánh? Tôi là con một nhân chứng sống, ba tôi đã từng biết cuộc tử đạo đó xảy ra, tàn sát tôn giáo đó xảy ra. Ba tôi đã chở năm cha đi trốn, nhưng chỉ có một mình cha Trương Quốc Diệp ngài không chịu đi theo ba tôi, vì ngài nghe giáo dân bị bắt, ngài trở lại, ở lại và trở về tắc dậy nên bị giết. Tôi cũng biết ít nhiều về công cuộc tử đạo cũng như cuộc đời linh mục của ngài. Tôi cũng biết ít nhiều về lịch sử Việt Nam thời đó nữa, mà với khả năng thấp kém của tôi cũng viết lên ba tập hồi ký và một bài sơ lược về công cuộc tử đạo của các giáo sĩ Cà Ma. Trong thời gian bắt đầu nhất, tôi có liên lạc thường xuyên với cha tiên. Trong lúc tôi đi đến cá, cha tiên có đi đến nhà thờ nơi tôi ở và có phổ biến những tài liệu cha thu thập được gần sống, lúc đó vẫn còn sống. Nhưng tất cả tài liệu mà cha tiên thu thập làm dân chúng, giáo dân cũng như cha chánh xứ và cha phó xứ ở nhà. Cuối năm đó, tôi viết xong ba tập tài liệu, tôi có đến trình cha chánh xứ, tôi nói: thưa cha, con là con nhân chứng sống, con cũng biết một phần nào về sự thật công cuộc tử đạo của cha Diệp, con muốn đóng góp, xin cha xem xét trước và sẽ đăng trong tập san Tết năm nay. Cha chánh xứ thờ ơ hỏi tôi: anh nói anh là con nhân chứng sống, vậy tôi hỏi anh, ai giết cha Francisco Trương Vũ Diệp? Tôi trả lời: thưa cha, Việt Minh Cộng sản.
Cha vui vẻ và cười nói, anh đưa những tài liệu, tập tài liệu này cho tôi, và tôi cũng gửi cho cha tiên tất cả giống như vậy. Từ đó, tờ báo nhà thờ lần lượt đăng những bài của tôi. Nhưng cha tiên thì không đăng một bài nào trong những tập san cũng như những trang mạng của cha. Và từ đó thì cha tiên không còn liên lạc với tôi nữa. Sau khi những bài viết của tôi được giáo sứ Thánh Vương Sa Vancouver đăng lên, thì cha tiên không còn đến họ đạo của tôi để mà tổ chức cũng như mở những văn phòng về việc phong thánh cho trang cho trương của Diệp, cũng như mà thâu tiền bạc như hàng năm cha đến thâu nhận trong mấy năm liền. Vancouver có ba họ đạo Diệp một số tiền. Tôi nói cũng trong năm đó cha tiên lại về Việt Nam. Theo cha nói, cha cố tìm ông Nguyễn Quý, Nguyễn Bình Hào để mà hỏi cho biết rõ sự thật ai giết cha Trương Quốc Diệp. Thì theo như cha Vũ Xuân Nghiêm cho biết, ông Nguyễn Quý này rất ghét Đảng Công giáo, vì từ năm 1975 đến năm 1990, cha Nguyễn Sinh Vinh lên Gành Hào xin làm lễ nhiều lần mà ông Nguyễn Quý nhất định không cho. Cha tiên nói, cha phải tìm ông Nguyễn Quý cho bằng được, nhưng cha không được gặp ông Nguyễn Quý Đường, chỉ gặp được bà vợ của ông và con trai ông Đường là khu trường thẩm thôi. Sau đó cha về, cha tổng kết vụ án để trình lên tòa thánh cùng với tám nhân chứng như sau. Và đây là những điều cha tuyên đã trình bày về vụ án. Tôi chỉ xin nêu ra đây vài sự kiện liên quan đến cái chết của cha Trương Biểu Diệp mà càng ngày càng rõ hơn qua sự truy tìm của cá nhân và qua việc phối kiểm các nhân chứng. Nhân chứng ông Huỳnh Văn Lập, tức Ba Lập, sinh năm 1935, hiện sống ở Tắc Sậy và là người giúp lễ cho cha Francisco Trương Biểu Diệp thời đó cho biết. Thời đó có nhiều chủ điền làm chủ đất chung quanh hộ phòng và có một chủ điền tên Cận, người tham lam muốn chiếm hữu nhiều đất bằng cách dời cột mốc ranh đất nhà chung ở Gành Hào. Cha Trương Biểu Diệp yêu cầu ông dời cột mốc lại ranh đất ông làm chủ. Ông không thay đổi mà vẫn tiếp tục lấn ranh. Cha Trương Biểu Diệp mời điền địa Tây ở hộ phòng xuống đo đất lại nhà chung và bắt ông chủ Cận phải hoàn trả lại đủ phần đất 800 công của nhà thờ. Ông thua cuộc trong tức giận, ông tìm cách trả thù. Ông cho là người lãnh đạo cao đài dòng bướm, nhiều uy tín lúc đó là Cao Triều Pháp biết rằng cha Trương Biểu Diệp thân Pháp và nhờ Pháp hại ông. Chuyện thân Pháp của cha Diệp càng dễ tin hơn vì cha thường tới lui địa hạt ông Cam Bóc là chủ điền người Pháp để dâng lễ. Ông cho gia đình người Pháp nào đó gửi nhờ chiếc xe trắc sông ở ngay trước nhà xứ, mọi người có thể nhìn thấy, theo lời bà Lucy Huỳnh Thị Nghĩa hiện ở San Jose thuật lại. Ông Cao Triều Pháp được gọi là Đức Giáo Tông danh dự cao đài Minh Chân Đạo và lãnh đạo cao đài dòng bướm lúc bấy giờ, người nổi tiếng chống Pháp. Ông vào chiến khu, ông ra Bắc cầu thân với Hồ Chí Minh và quân đội Việt Minh để chống Pháp. Ông tương quan tốt với người Nhật, tất cả vì lòng yêu nước để chống Pháp, đánh đuổi giặc ngoại bang. Ông đã chống Pháp thì phải chống tất cả những ai theo Pháp hay quan hệ với Pháp. Không rõ ràng lắm, nhưng ông chủ Cận đã thuyết phục được việc phải lên phương án để giết cha Diệp vì thần Pháp. Và vì bao lâu họ đạo Tắc Sậy còn tồn tại là Pháp còn tới lui để bảo vệ cha sở và người công giáo. Bà Lucia Huỳnh Thị Nghĩa hiện ở San Jose viết như sau, những điền chủ thời đó, phía Giá Rai có hội đồng điền, điền ông Campos người Pháp, phía Nam có nhà thờ có, điền ông Tư Tiến, thánh thất cao đài gọi là thánh thất dòng bướm, tức là dòng bớm theo kiểu phát âm của Khoa là nơi hội họp để giết cha Diệp. Phía Bắc nhà thờ có, điền Chệt Khọt có lần bị cướp uy hiếp, dân chúng chung quanh và nhiều giáo hữu biết tin, liền đánh trống gõ chuông nồi, gõ thùng thiết và đốt lửa rơm. Cha Diệp từ nhà xứ biết cướp đang uy hiếp điền chủ Khọt và dân chúng. Cha có cây súng hai nòng để bắn chim, cha bắn hai phát để thị huy, bọn cướp nghe hoảng sợ bỏ tán loạn. Phía cây gừa,
phía Bắc có điền bà Hội đồng Nhàn Công giáo. Con gửi cha tài liệu nho nhỏ con đã ghi trong sổ lâu rồi mà cũng không biết để làm gì. Lucia nghĩa Huỳnh, không ai dám quả quyết ai là thủ phạm, hay đúng hơn ai là chủ mưu giết cha Trương Bửu Diệp, vì không ai thấy tận mắt và không ai tiếp xúc được hai tên lính Nhật hành quyết cha. Người bà Lucia Huỳnh thì nghĩa, còn có nhiều người cho rằng ông Cao Triều Phát đã dùng hai tên lính Nhật bị giải giáp và ở lại đầu quân dưới trướng của Cao Triều Thắng và Cao Triều Ngươn để thanh toán cha Diệp, coi như người có tội thân Pháp và duy trì giáo xứ Tắc Sậy, nơi quân đội Pháp có dịp tới lui thường xuyên. Nên buổi sáng ngày 12 tháng 3 năm 1946, theo lời bà Trần Thị Hường, lúc đó 13 tuổi, kể rằng toán quân mặc đồ trắng đến lùa giáo dân từ phía trên nhà thờ đoạn đất thánh cho tới phía dưới nhà thờ vào cây gừa. Nơi cây gừa lấm lúa nhà giáo sự, bà Hường lúc đầu không có ở chung với chỗ cha mẹ là ông bà Trần Văn Năng, nên bà chạy đi tìm. Một tên lính người Nhật kề mã tấu vào cổ bà ngã xuống đất. Tên lính Nhật nói gì bà không hiểu, và có người lính khác nói lại với bà là như thông dịch vậy. Tên lính này tưởng bà bỏ chạy nên đưa mã tấu vào cổ bà, kỳ thực bà chỉ đi tìm cha mẹ bà ở chung với cha Diệp trong lẫm lúa khác. Tên lính hiểu ra và cho bà đi. Ông Nguyễn Văn Đức ở Chủ Chí bây giờ cho biết đúng là có ba tên Nhật, người ta biết hai người là Cao Triều Thắng và Cao Triều Ngân, người thứ ba không rõ tên. Ông Đức nói rằng có ông Mười Thính là lính Cao Đài cho biết Cao Triều Thắng và Cao Triều Ngân sau khi chém chết cha Diệp thì ông Cao Trường Phát cho rằng chúng nó dám giết cha Diệp là người tu hành thì trước sau gì chúng nó cũng giết mình. Nên một hôm ông cho lính đi phục kích đánh Pháp. Trên đường đi, ông bí mật xếp đặt cho người thân tín của ông từ phía sau nhảy tới, giết chết Cao Triều Thắng và Cao Triều Ngân. Người thứ ba ở nhà, sau đó cũng bị ông Cao Triều Phát thanh toán. Đây chỉ là chuyện bịt đầu mối của ông Cao Triều Phát thôi, chính ông mượn hai tên lính Nhật này. Sau đó, ông âm mưu thanh toán hai tên Nhật này. Người giết cha Diệp đã chết, không ai biết ai đã giết cha, tại sao dùng hai tên lính Nhật. Hai tên này không rành tiếng Việt, không thân nhân họ hàng nên dễ giữ bí mật. Hai tên lính Nhật ghét Pháp và chắc chắn không thương tiếc gì cha Diệp là người thân Pháp. Hai tên lính Nhật này cần vâng lệnh ông Cao Triều Phát tuyệt đối để có chỗ dung thân. Chắc ông Cao Triều Phát đã thấy rằng dùng hai tên lính Nhật này để giết cha Diệp và sau đó thanh toán lính Nhật để bịt đầu mối thì rất có lợi. Những người lính Nhật bị giải giáp này không có thân nhân chung quanh, họ sống hay chết không gây tổn thương nào cho người khác, mưu đồ rất thâm độc. Linh mục Phêrô Trần Thế Tuyên cáo thỉnh Việt. Thưa ông, đây là bản văn cha cho đăng trong tập trang Như Tài Yêu Thương của cha, cũng như trên những trang mạng, và cha phổ biến rộng rãi khắp nơi trên các nhà thờ Công giáo cũng như trên hải ngoại. Qua những sự trình bày vừa nêu trên, chúng ta thấy là cha Trương Bửu Diệp bị giết vì vấn đề tranh chấp ruộng đất. Hoặc là điều thứ hai, cha vì thân Pháp nên bị đạo Cao Đài giết. Và điều thứ ba là cha bị Nhật giết. Nếu qua những sự trình bày trên, người ta có cảm tưởng bài viết này không phải do một linh mục viết. Xin liên hiệp có ý kiến đóng góp về các điều mà cha Tuyên cho là dữ kiện nêu trên. Xin mời ông. Kính thưa quý vị, cha Tuấn đang làm việc trong tòa thánh có hỏi tôi, có phải bài này do cha Tuyên viết không? Cha Tuấn hỏi có phải. Quý vị nghe lại lần nữa đi. Ngôn từ trong bản văn trên toàn là âm mưu thâm độc để ám hại người và chém giết người. Có một chữ nào hay một câu nào cha Tuyên ca ngợi cha Thánh Diệp là một linh mục đạo đức, hoặc cha Diệp yêu thương và chết cho giáo dân và vì đức tin của mình không? Ngôn từ mà cha Tuyên dùng trong bản văn trên
có phải là linh mục Cao Chỉnh Nghiêm dùng để tôn vinh một vị thánh tử vì đạo không? Tất cả bản văn trên từ đầu câu đến cuối câu đều là bịa đặt, đều là hư cấu, đều là thâm độc và giả dối. Từ lúc tám nhân chứng sống cũng như bài tổng kết vụ án cha Trương Vũ Diệp bắt đầu phổ biến rộng rãi khắp nơi, trong đầu tôi có nhiều câu hỏi ám ảnh như sau. Thứ nhất, đất nước ta đã có 117 vị thánh và một vị sắp được phong chơn phước, tức là sắp là Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Hồ sơ ngài đã được cứu vớt xong, bây giờ chờ Đức Giáo Hoàng ký nữa là hoàn tất. Trong 117 vị thánh đó và Đức Cố, có vị nào trong lúc tòa thánh dự định mở hồ sơ phong thánh mà có một Cao Chỉnh Nghiêm đứng ra nguyên góp tài liệu cũng như tiền bạc để chống góp với tòa thánh không, mà tiền bạc cần phải đến 500.000 đô la Mỹ? Đó là chuyện chưa có bao giờ. Thứ hai, trong 117 vị thánh, có vị nào có được một công cuộc tử vì đạo rõ ràng như ngài không? Vì những nhân chứng sống trong cuộc khổ nạn đó, cho đến lúc này nhiều người vẫn còn sống. Nếu cần, tòa thánh chỉ mời gặp riêng tư chính đó hỏi thì biết ngay. Mà cần gì tòa thánh phải hỏi? Vì tất cả những chuyện việc xảy ra tòa thánh đã ghi trong giáo sử rõ ràng hết rồi. Vì đây là lịch sử cận đại mà. Chính vì tòa thánh biết cuộc tàn sát tôn giáo này, cho nên năm 1949 vào ngày 9 tháng 6, tòa thánh đã ký sắc lệnh nghiêm cấm giáo dân liên hệ cũng như gia nhập vào đảng cộng sản. Và năm 1957, tòa thánh đã cho di dời 6 nữ tu gồm 4 nữ tu người Việt và 2 nữ tu người Pháp, 4 Việt thì đem về đất thánh Cần Thơ mà an táng, riêng 2 nữ tu người Pháp thì tòa thánh giúp đỡ đem thi hài các vị đó về quê hương. Thứ ba, trong 117 vị thánh, có vị nào trước khi được tòa thánh mở hồ sơ phong thánh mà đã có một cái đền thờ để thờ phụng Thiên Chúa cũng như thờ phụng như cha Trương Vũ Diệp không? Thứ tư, trong 117 vị thánh đó, có vị nào thanh danh được người trong cả nước cũng như ở hải ngoại biết đến không? Thứ năm, cha tiên với chức vụ là Cao Chỉnh Nghiêm có làm đúng với chức vụ của mình không? Cao Chỉnh Nghiêm là người đại diện cho tòa thánh để đi tìm những thỉnh nguyện cầu tốt đẹp thân thánh về báo cáo lại cho tòa thánh. Còn cha tiên đưa những cái dữ kiện mà trái ngược lại thì cha tiên chính là một công tố viên chứ không phải là một Cao Chỉnh Nghiêm nữa. Và thứ sáu là một điều này nó rất lạ lùng, tại sao phải đem về nạp cho tòa thánh 500.000 đô? Và một việc quá lạ lùng rằng tất cả tiền đó phải gửi đến một mình cha là Cao Chỉnh Nghiêm rồi cha đem đến nạp cho tòa thánh, không qua một nơi nào hết giải đáp được. Thì qua luôn hết. Việc diệt tôn giáo của Việt Minh và Cộng sản sau này đã từng xảy ra liên tục trong quá trình hoạt động của Cộng sản quốc tế và của Cộng sản Việt Nam. Từ thời Việt Minh 1946 cho tới tận ngày nay 2016, chúng diệt được tôn giáo là chúng truy diệt, chúng không diệt được thì chúng phân hóa, là điều mọi người quan tâm tới đất nước đều thấy rõ. Liệu Cao Chỉnh Nghiêm có làm việc nghiêm túc đủ hay không, hoặc là bị lèo lái bởi một thế lực nào? Mời quý vị tiếp tục theo dõi sự trình bày của ông Ngô Thiên Hiệp.
kính thưa quý vị, Cộng sản lúc nào cũng muốn đánh phá giáo hội. Vài tháng trước thôi, chính quyền Cộng sản Việt Nam đang đập phá cơ sở dòng Bánh Thánh Giáo Thủ Thiêm. Nghe sơ Maria Đặng Thị Mỹ Hạnh là thư ký của nhà dòng cho biết, họ đóng cổng hết, họ bao kính lại, không cho quay phim, không cho chụp hình gì hết. Khi ra từng cổ vào sân trường, họ đóng cổng hết, đủ mình ra đây, thì mình ra đây ngồi. Có bà chủ tịch đưa cho mình tờ giấy và nói câu trả lời của họ là không trao trả gì cho mình lại, vì đó là tài sản của họ. Họ nhận là tài sản của họ, là họ quyết định đập để mà chiếm lấy. Khi chứng kiến tài sản mình bị hủy hoại, các nữ tu chỉ biết ra cổng trường để phản đấu bằng cách đọc kinh căng băng rôn, ngồi suốt hai ngày bất chấp mưa và nắng, nạn và đêm. Các nữ tu chỉ đọc kinh thôi, có 40-50 nữ tu ngồi đọc kinh suốt từ hôm qua, không có lúc nào rời chỗ. Các dân biết được tình trạng như vậy cũng đến chia sẻ. Chỉ vài câu của Sơ Mỹ Hạnh, chúng ta cũng biết phần nào bản tính của Cộng sản rồi. Chúng lúc nào cũng vậy, cũng muốn đàn áp, chiếm đoạt và muốn đánh phá các tôn giáo. Vậy mà cha tiên, khi được tòa tổng giám mục Cần Thơ bổ nhiệm làm cáo tử nghiêm, có đài truyền hình đến quay phim. Khi cha đi thu thập tài liệu, có công an hộ tống. Khi cha tổng kết vụ án, cha phải tìm cho được ông Nguyễn Quý, Nguyễn Bình nào để được giúp đỡ, để hỏi cho biết ai là người giết cha Trương Quốc Diệp. Tức là mỗi lần Việt Nam về đây, cha lại nói rằng cha phải đi ăn nhậu với tụi công an tốn cả ngàn đô để được tự do đi lại tìm nhân chứng. Và sau cùng, muốn cha Trương Quốc Diệp phong thánh, cần mở hộp xe lại, cần triệu tập ba cú xét nữa, cần phải có 500.000 đô nạp cho tòa thánh. Ông đã vận động và xin được rất nhiều. Ông cho biết đã nạp lên tòa thánh mấy lần rồi, tiền ông kiếm được rất dễ. Biết bao nhiêu người được ơn cha Diệp, giờ nó có dịp đền ở lại. Cuối năm nay ông sẽ nạp lên tòa thánh lần chót, tức là chắc chắn rằng sẽ đủ 500 hay là 600 hay là 7.000 đô hay là cả triệu của hữu trình. Kính thưa quý vị, có những sự việc cha tiên đã trồng lên cổ cha Diệp ba bản án đều là hư cấu như sau. Thứ nhất, cha tranh giành ruộng đất với ông chú Cận, ông này thua kiện nên âm mưu trả thù cha bằng cách kêu lính câu đài giết cha. Chuyện này thì hoàn toàn vô lý. Con nít ở Cà Mau thời tôi còn biết, không thể nào tranh giành ruộng đất bằng cách dời cột mốc đánh tranh được, vì đất Cà Mau rất thấp. Khi chỉ trường lên thì nước mặn ngậm khấy được, chủ đất phải đắp bờ bao ngàn đất mình. Bờ bao ngàn cũng là bờ ranh đất rất to lớn và kiên cố. Bờ bề ngang là 4 thước, cao phải 1 thước 2, để nước mặn không thể nào tràn vào cũng như không thể nào thấm được. Cột mốc được cắm trên đó, cột mốc thì có thể nhổ đi lúc nào cũng được, chứ làm sao mà giờ cái bờ để mà lấn ranh được. Thành ra chuyện mà lấn ranh đất bằng cách giờ cột mốc, đó là một cái chuyện rất buồn cười, con nít cũng biết. Thứ hai, cha bị ông Cao Triều Phát giết. Thánh thất Cao Đài Dập Vốn lại là nơi hội họp để giết cha Diệp. Chuyện này lại càng vô lý hơn. Thời đó cho đến bây giờ ai cũng biết hai tôn giáo Thiên Chúa và Cao Đài rất thân ái, vì cùng kính thờ một Chúa Giêsu mà. Hàng năm tôi biết cũng như tôi đã nghe bác Người Cẩm là mẹ của chị Huỳnh Thị Nghĩa nói rằng ngày mùng một Tết bên chiếc sắt của Cao Đài đến kính thăm cha Diệp, ngày mùng hai Tết thì bên Thiên Chúa cũng như bên cha Diệp đi đến thánh thất Cao Đài để mà đáp lễ. Nhà thờ và thánh thất nào ở Cà Mau cũng có tục lệ này.
cho đến năm 1975 mới gián đoạn thôi. Và sau năm 1975 thì không còn tục lệ này nữa. 1975 là có tục lệ này. Đầu năm hai bên chức sắc đều thân với nhau. Và năm đó khi ăn Tết xong, bác Mười cùng các con tản cư về sông Ông Đốc rồi, thì có gì chị Huỳnh Thị Nghĩa lúc đó 12 tuổi dám nói rằng thánh thất cao đài Dòng Muốn là nơi hội họp để giết cha Diệp, trong lúc chị từ năm 1946 cho đến năm 1982 đã không có một dịp nào ghé qua tác sĩ. Thứ ba, cha bị hai người Nhật giết. Chuyện này lại càng vô lý hơn, vì lúc đó Cà Mau chưa có bộ đội cao đài, mà bộ đội cao đài lại do thầy dạy võ của tôi trực tiếp chỉ huy. Ai cũng biết ông, người Cà Mau, vì ông cái ngày được đồng hóa là chỉ mang cấp bậc của đại quý thôi, đại quý ba nhược, còn dùng Cà Mau cũng như miền Tây là do hòa hảo. Ở Cà Mau người mà chỉ huy hòa hảo lớn nhất đó là một trung tá, khi được đồng hóa ông mang cấp bậc trung tá trung đoàn trưởng, tên là Khương Kim Cụ. Còn bộ đội cao đài rất nhỏ, nó không có nghĩa lý gì, nó chỉ có hai đại đội cao đài thôi, và do thầy dạy võ của tôi là ba điều. Cho đến 75 ông vẫn còn mang cấp bậc đại quý, và năm 1964 ông mới được đồng hóa cũng cấp bậc đại quý hơn. Do đó không phải do cao đài giết. Kính thưa quý vị, ở đây là xứ tự do, ai nói gì làm gì cũng được, nhưng đừng xúc phạm đến danh dự của người khác. Năm trước rồi, bên Cali có một ký giả của tờ báo Việt, mấy tờ báo khác thân trọng, chỉ có vậy thôi mà bị tờ báo đó kiện, tờ xử phạt bồi thường danh dự 2 triệu đồng. Cả nước Mỹ và Canada ai cũng biết chuyện này. Vậy mà cha Tuyên cố tình hư cấu, đánh phá danh dự cả dòng họ của ông chủ đất tên cạnh giáp ranh nhà thờ cha Diệp Trân Cầu. Cha Tuyên cố tình đánh phá danh dự một trưởng giáo đạo Cao Đài là ông Cao Từ Phát. Ông cho người giết cha Diệp là bạn thân của ông khi ông còn, khi cha Diệp còn sống. Cha Tuyên cố tình đánh phá danh dự một tôn giáo khi cha dựng chuyện thánh thất Cao Đài Dòng Muốn là nơi lên phương án giết cha Diệp. Cha Tuyên lại cố tình đánh phá thanh danh quá tốt đẹp của một dân tộc. Chắc quý vị cũng còn nhớ hình ảnh đứa bé Nhật 9-10 tuổi lạnh lẽo đứng xếp hàng chờ lãnh lương thực trong lúc nước Nhật bị thiên tai chống thần. Một đứa bé thôi mà nói lên cả tinh thần của một dân tộc Nhật, huống chi hai quân nhân đã được huấn luyện đầy đủ để trở thành một quân nhân Nhật. Vậy mà cha Tiên lại dựng chuyện nói rằng hai người lính Nhật thua trận bị giải giáp vì muốn được chỗ vương thân, nên bất chấp việc làm gian ác để mà giết cha Diệp. Người ta bị hai trái bom nguyên tử nên chấp nhận bại trận. Cha nhắc lại không đủ làm người ta nhục nhã sao, mà cha còn gắn tội đận trời rằng hai người đó vì ghét pháp nên giết cha Diệp. Kính thưa quý vị có nghĩ rằng tại sao họ không thưa cha Tiên khách? Năm 54 ở ngoài miền Bắc và sau năm 1975 ở trong Nam, tất cả chúng ta đều biết cộng sản đã dùng lực lượng mà cướp đi gần như tất cả tài sản của Giáo hội Công giáo Việt Nam. Tuy nhiên nhiều khi chúng cũng không tha. Tài sản Giáo hội Việt Nam chỉ mỗi nơi chỉ còn có một cái nền nhà thờ thôi. Còn bây giờ chắc quý vị cũng biết trường học danh tiếng nào trên thế giới mà không có những đảng viên cộng sản
đang theo học, hoặc trường đã cho ra trường hàng trăm hàng ngàn là đảng viên cộng sản. Hơn ai hết, chúng rất gần pháp luật và còn biết lợi dụng pháp luật để đánh phá chúng ta và đánh phá cả tòa thánh nữa. Chúng thua cho tin thì chúng luật những gì, mà biết đâu có thể cho tin là con rối của chúng à. Cũng có thể giờ này chúng đang âm thầm hình thành một ủy ban, có thể lấy tên ủy ban đó là bảo vệ công lý. Rồi ủy ban ma này sẽ thu thập hàng trăm lá đơn tự xưng là con cháu bà con với ông chủ đất tên cận giáp ranh đất nghèo này của cha Diệp, hàng chục lá đơn của người dân Diệp và hàng trăm ngàn lá đơn của tín hữu đạo Cao Đài trong và ngoài nước. Rồi ủy ban đó để đến lúc cha tuyên đạt cho tòa thánh đủ nửa triệu hoặc hơn, lúc đó chúng tự đại diện đứng ra thưa tòa thánh ở một tòa án tố cao nào đó về không biết bao nhiêu tội, thí dụ như tội lợi dụng vấn đề phong thánh cho cha Diệp để gây quỹ cho tòa thánh, mà tòa thánh đánh phá danh dự của một dân tộc, một quân đội, khi tòa thánh quả quyết cái chết của cha Diệp do hai người lính Diệp giết. Thứ hai, lợi dụng vấn đề phong thánh cho cha Diệp để gây quỹ cho tòa thánh, mà tòa thánh đánh phá danh dự một tôn giáo là đạo Cao Đài, khi tòa thánh cho rằng thánh thất Cao Đài là nơi hội họp để giết cha Diệp. Lợi dụng vấn đề phong thánh cho cha Diệp để gây quỹ cho tòa thánh, mà tòa thánh đánh phá danh dự một dòng họ của ông chủ đất tinh cận, con cháu ông làm sao dám ngẩng mặt nhìn đời khi biết rằng tòa thánh cho rằng ông cha mình là nơi nhờ người giết cha Diệp, và không biết hết còn bao nhiêu tội danh khác mà chúng có thể tìm ra. Kính thưa quý vị, một ký giả thôi viết vài bài, đăng vài số báo, nói tờ báo khác tên đầu, chỉ trong vài ngày bao nhiêu người đọc, bao nhiêu người biết, vậy mà ông chủ báo đó còn bị phạt tập về tội thủy bán không rõ ràng. Tài sản ông chủ báo chỉ có cái gì, còn tài sản của tòa thánh khắp thế giới bao nhiêu trăm tỷ, thủy bán ông chủ cận kêu người giết cha Diệp, thánh thất Cao Đài hội họp để giết cha Diệp, rồi hai người lính Diệp và cha tiên đem về cho tòa thánh hơn nửa triệu bạc. Ròng rã cha tiên như lên thủy bán trên năm không biết bao nhiêu chỗ khắp mọi nơi, nào là trên báo chí, trên truyền hình, trên truyền thanh, trong và ngoài nước, và sẽ còn mãi mãi. Những việc làm gian ác này cùng với 500 ngàn đô rồi tòa thánh phải gánh chịu thôi. Danh dự một dân tộc, một quân đội, danh dự một tôn giáo, danh dự một dòng họ không lớn hơn gấp trăm lần, gấp ngàn lần danh dự một tờ báo địa phương sao? Cũng có thể rồi tòa thánh sẽ bị tòa án tối cao phán quyết bồi thường danh dự những tội danh nêu trên. Tôi không thể đoán chắc là bao nhiêu, nhưng chắc chắn sẽ hơn 100 lần tờ báo bị phạt. Mặc dầu họ dám bỏ ra vài trăm ngàn đô để đầu tư qua tay cha tiên ta cho tòa thánh trước thì thấm gì còn lợi quá mà. Mà nếu tòa thánh bị kiện vì những tội danh nêu trên thì thanh danh của tòa thánh, thanh danh của giáo hội sút giảm biết chừng nào. Tôi chưa học hết trung học, làm nghề đánh cá thôi mà còn nghĩ ra những tội danh nêu trên được. Còn chúng xuất thân những trường học đại học danh tiếng trên thế giới thì chúng có thể hiểu gấp trăm lần tôi. Nếu để chúng kiện đến tòa án rồi thường cũng chữa. Thưa Ngô Thiên Hiệp,
nghe những cái điều nó có thể xảy ra cho một cái cuộc kiện tụng, mà nếu cái hồ sơ phong thánh của cha Tuyên mà được giáo hội dùng để phong thánh là như những điều ông có thể nghĩ ra được, thì chắc là nhiều hệ thống muốn diệt tôn giáo, và đặc biệt là muốn mất, là mất thanh danh của giáo hội Công giáo, quả thật có thể xảy ra. Như vậy thì thưa ông còn nghĩ được những cái chuyện này nó có thể xảy ra thì chúng ta phải làm gì để ngăn chặn những cái điều gian trá này thưa ông? Đúng ra đó thì đến bây giờ tòa thánh chưa biết gì, vì những cái hồ sơ này đó tòa thánh chỉ mới nhận, tòa thánh chưa có mở ra. Nhưng cái khổ của tòa thánh, cái kẹt của tòa thánh là tiền tòa thánh đã nhận rồi, đã nhận mấy lần rồi, cha Tuyên có nói cha Tuyên đã nạp nhiều lần rồi. Thì cuối năm nay rồi có nạp, có ai đóng cho cha Tuyên đồng nào nữa hay không, cha Tuyên cũng đem về hơn nửa triệu bạc thôi. Cái đó là cái khổ của cha Tuyên. Chúng nghĩ rằng sẽ kiện được cha Tuyên một cách dễ dàng, nhưng thật ra đó, chúng không có thể nào qua được giáo hội, chúng không có thể nào qua được cha Thánh Nghiệp, chúng cũng không thể nào qua được giáo dân cũng như dân chúng Việt Nam. Cha Tiên từng nói, cha phụng trọng, nếu không có người gì muốn khóa, muốn phá cái cuộc phong thánh của cha Diệp, rồi nói cha Diệp uống rượu té ao mà chết, hay té giếng mà chết. Và việc làm của cha mấy năm nay không có ai chống đối. Kính thưa quý vị, đó là cha Tiên gạt quý vị đó, và cha Tiên tự gạt cha Tiên thôi. Ở đâu thì tôi không biết, riêng ở Vancouver, từ cha chánh xứ, cha phó xứ, giáo dân cũng như dân chúng địa phương, tất cả đều không chấp nhận việc làm của cha Tiên là đúng sự thật. Bằng chứng là cha chánh xứ đã cho đăng những bài của tôi viết, báo chí của ban báo chí của giáo xứ đã có một cuộc phỏng vấn tôi trước khi đăng bài, và đây nhận xét của ban báo chí Cộng đoàn Công giáo Thánh Luce Vancouver về giá trị của thiên tài liệu. Qua nội dung tài liệu này, ban báo chí Cộng đoàn xin phép được nêu lên ý kiến như sau. Giá trị về mặt lịch sử, tình hình chính trị Việt Nam nói chung và miền Nam nói riêng vào giai đoạn hậu Thế chiến thứ hai vô cùng nhiễu nhương. Riêng miền Nam mà thôi, ba thế lực ngoại bang sâu xét tranh giành quyền lợi, trong đó phải đáng kể là Việt Nam Cách mạng Đồng Minh Hội, hay còn gọi tắt là Việt Minh, con đẻ của Cộng sản Quốc tế Trá Hình. Thiên tài liệu này một cách sống động và tích cực đã lột mặt nạ bọn Cộng sản Quốc tế qua hành động dã man là tiêu diệt hàng ngũ linh mục, các nữ tu và tu sĩ. Giết chủ chăn thì đoàn chiên ắt phải tan rã. Ngoài ra, thiên tài liệu cũng còn giúp ích cho các thế hệ trẻ, không riêng gì đang sống ở nước ngoài mà cả trong quốc nội nữa, am hiểu hoàn cảnh chính trị của nước ta thời đó, và có cái nhìn rõ ràng hơn về cái bạo lực hiện tại luôn núp dưới những chiêu bài giả hình để tiêu diệt những giá trị đạo đức cũng như tôn giáo. Giá trị về mặt thiêng liêng, trong tương lai cũng như trong hiện tại, đã và đang xuất hiện nhiều tổ chức vận động xin phong thánh cho cha Francisco Trương Bửu Diệp. Mọi tổ chức đều cần đến nguồn tài liệu có tính chất xác thực, sống động, và gạt bỏ ra ngoài tài liệu hoang đường nhan nhãn trên các website thì sự vận động mới có giá trị, và con đường dẫn đến kết quả phong thánh mới ngắn gọn được. Việc làm của cha Tiên là đúng sự thật. Bằng chứng là cha chánh xứ đã cho đăng những bài của tôi viết, báo chí của ban báo chí của giáo xứ đã có một cuộc phỏng vấn tôi trước khi đăng bài, và đây là bài nhận xét của ban báo chí.
riêng về dân chúng địa phương thì cái đó nữa thôi. Riêng về dân chúng địa phương, một tờ báo lớn, tờ Tự Do, đã đăng liên tiếp mấy chục số báo liền, và đài phát thanh địa phương rồi lên kể lại chuyện khổ nạn của cha Diệp mấy lần. Kể từ đó thì cha Tiên đã bỏ thành phố của tôi, không còn đến thâu tiền nữa. Cho dù thành phố của tôi có ba họ Đạo, một số tiền không nhỏ mà cha liên tiếp thâu trong mấy năm gần đây. Kính thưa quý vị, cuộc đàn áp tôn giáo và cái chết của cha Trương Vũ Diệp trước năm 1975, ai ai ở Cà Mau cũng biết là do Việt Minh Cộng sản nhất. Nay cha Tuyên vì muốn nạp hồ sơ xin chuyên phóng cho ngài, cha biến công cuộc tử đạo của cha Diệp thành tranh giành ruộng đất, thành thân pháp. Cha muốn vinh danh ngài bằng cách cha cho in hình cha Trương Vũ Diệp trên những cái túi sách đi chợ cũng như những cái áo lót. Cái đó tôi thấy không có gì nhục mà cha Trương Vũ Diệp cho bà. Vâng, nghe ông trình bày thì chúng tôi cũng thấy là cha Tuyên đưa ra những dữ kiện không có trung thực. Thế thì có những cái dữ kiện nào có thể bổ sung và nói lên được những cái điều sai sự thật đó hay không? Nói lên được đó là những cái điều sai sự thật không? Thưa ông Ngô Thiên Hiệp. Nó rất dễ. Tất cả những người ở Cali chẳng hạn chỉ cần một tờ báo, một đài truyền thanh, một đài truyền hình hoặc một cơ quan ngôn luận nào đó mời chị Quỳnh Thị Nghĩa lên hỏi thì biết ngay, trong vòng nửa giờ hoặc một giờ là biết ngay. Nó dễ dàng biết ai biết cha Diệp. Quý vị ấy, nên gặp chị Quỳnh Thị Nghĩa mà nói rằng mời chị lên là trước khi hỏi ấy, quý chị ấy nói rằng có ông Ngô Thiên Hiệp, ông nói rằng năm 1961 khi ông 17 tuổi, ông học đệ tam, mà dưới quê ông đệ tam cũng coi là người lớn rồi, cho nên ông xin vô hội đạo binh Đức Mẹ. Thì trong hội đạo binh Đức Mẹ đó có năm người trước, người lớn tuổi nhất tức là Bác Mười, là có chồng tên Trọng, người ta thường gọi là Mười Trọng, tức là mẹ của chị Quỳnh Thị Nghĩa. Người thứ hai là thầy Giáo Hào, người thứ ba là thầy Giáo Thịnh, người thứ tư là cô Giáo Mẹo, và người thứ năm là chị tôi, là nữ giáo sư Ngô Thị Hồng, và tôi là người thứ. Thì chúng tôi đi sinh hoạt thường ngày, thường hàng tuần như là bên Tinh Lành đi sinh hoạt. Nhưng mà có khác hơn là chúng tôi không có nói về đạo. Nếu mà gia đình mình đến sinh hoạt, đến cái chuyện đó, không có đề cập đó. Thì lần đầu tiên tôi được đi với Bác Mười, vì Bác Mười là người lớn nhất và tôi là người nhỏ nhất, để mà được hướng dẫn. Thì để mà học cách giao tiếp tiếp xúc. Thì khi mà vô cái nhà đầu tiên là nhà cô bạn tôi là Lý Nguyệt Bạch. Nhà thứ hai là nhà ông thầy dạy võ của tôi là Ba Nhường. Thì khi hai bên được chào hỏi và chúng tôi, tức là tôi và Bác Mười, được ông Ba Nhường mời ngồi, thì Bác Mười nhìn lên bàn thờ, thấy trên nhà bác ông Ba Nhường có cái bàn thờ cao đài, nên Bác Mười nói, Bác Mười gái mới nói, ngày xưa khi còn ở dưới quê, chồng tôi và con gái tôi có sinh hoạt trong giáo xứ, cho nên hàng năm ngày mùng hai Tết, chồng tôi và con gái tôi có đến nhà thờ để mà có đến thánh thất cao đài để mà đến mà thăm viếng. Thì ông thầy Ba Nhường của tôi mới hỏi, ngày xưa bà chị ở đâu? Thì Bác Mười mới nói rằng, ngày xưa tôi ở Tắc Sậy. Thì Bác Mười bác nói rằng, vậy là không chừng tôi và bà chị
ngày xưa quen biết nhau. Thì qua câu chuyện hai người nói chuyện đó, thì tôi được biết rằng quê hương tôi có một ông cha bị Việt Minh Cộng sản giết. Đó là lần đầu tiên tôi sinh hoạt với Bác Hồ. Cuối cùng năm 1963, trước khi tôi lên Cần Thơ thi tú tài, thì lại ghé nhà thầy Ba Nhường trùng là lực chót, lại ghé nhà thầy Ba Nhường nữa. Thì lần này hai người nói rất nhiều bởi vì đã quen biết nhau. Nhưng mà trong đó tôi nhớ được hai câu là Bác Mười Gái nói rằng, năm đó sau khi ăn Tết xong thì bác và những người con tản cư về sông Ân Đất trước. Bác Mười Trai ở lại bị vì sợ lính nổ được, mở Pháp mở đường bộ từ Bạc Liêu về Cà Mau, cho nên chỉ có mình Bác Mười Trai ở lại để đặt lúa thóc xong thì chở lúa thóc về sông Đất luôn. Thì Bác Mười Trai ở lại và bác bị Việt Minh Cộng sản bắt trước gia Diệp một ngày, giam chung với cha Diệp hai ngày nữa là ba ngày. Rồi khi cha Diệp bị giết thì tối đó, tức là cha Diệp bị giết hồi 2 giờ trưa, tối đó bác được thả ra. Là sáng hôm sau bác tức tốc chở lúa gạo về sông Ân Đất và cho gia đình biết như vậy, và cả nhà đều ôm nhau mà khóc khi nghe tin cha Diệp bị giết. Thì quý vị nói như vậy, giờ quý vị hỏi tại sao chị lúc đó mới 12 tuổi mà chị khi trước khi cha Diệp bị giết và từ đó không trở về các thầy nữa, thì tại sao chỉ biết được ông Cao Kiều Phát vào Nam ra Bắc, ông Cao Kiều Phát đi liên lạc với Hồ Chí Minh cầu thân, làm sao chỉ biết được ông Cao Kiều Phát lại có băng giao tốt đẹp với người Nhật để mà đánh Pháp? Cái đó không nghĩ rằng, ông không nghĩ rằng chị nói có phải vậy không? Cũng như cha Tuyên nói rằng chỉ viết cái câu Thánh Thất Câu Đài là nơi hội họp để viết cho Diệp không? Chắc chắn rằng không phải. Bây giờ vì thanh danh của giáo hội, vì thanh danh của chị, nếu mà chị không đỉnh chánh trong lúc này, đợi có người khác tố cáo chị nói rằng chị nói Câu Đài viết cho Diệp, và tòa thánh dùng cái đó làm những hồ sơ để mà gây tiền bạc tiền, sẽ tai hại đến tòa thánh và gây tai hại chị rất nhiều. Xin chị cho biết sự thật, không cần chị nói ai giết cha gì, chỉ cần không phải những cái gì mà cha Tiên đưa ra là do chị nói là đúng rồi. Lạc Việt xin chân thành cảm ơn ông Ngô Thiên Hiệp đã trình bày về một cái vấn đề nó rất là quan trọng, đó là thiết lập hồ sơ phong thánh cho cha Trương Biểu Diệp. Việc thiết lập hồ sơ phong thánh cho cha Trương Biểu Diệp đó là việc của giáo hội. Điều quan trọng, dù cho chưa phong thánh thì cha Trương Biểu Diệp đã là vị thánh rất linh thiêng của người Việt Nam, đặc biệt là những người sống ở miền quê hay là những người mà phải nói là rất là bình dân, thì đến cầu nguyện với cha Diệp thì đều được những ơn ngài cầu bầu cho được hết. Do đó cha Diệp đã trở thành rất linh thiêng đối với mọi giới đồng bào Việt Nam, kể cả trong quốc nội và hải ngoại. Mà bây giờ có một vị cáo thỉnh viên là cha Tuyên lại đưa một số các cái hồ sơ mà ông Ngô Thiên Hiệp đã phân tích cho chúng ta thấy là hoàn toàn sai sự thật, thì rõ ràng đây có lẽ là bị ảnh hưởng một cái thế lực như trong thời kỳ phong thánh 117 vị tử đạo Việt Nam cũng đã bị nhà nước Cộng sản Việt Nam đưa ra rất nhiều chiêu bài để đánh phá.
Thưa ông Ngô Thiên Hiệp, bây giờ thì chuyện đánh phá mọi người đã rất là rõ rồi. Bây giờ bởi vì ở trên này rất là nhiều mến thương cha Diệp, và muốn ông nói ngắn gọn là cha Diệp đã bị giết như thế nào. Xin mời ông. Cái lịch sử, cái chuyện mà xảy ra về vấn đề cha Trương Vũ Diệp đó, phải chúng ta phải nghĩ như thế này. Ngày 6 tháng 3 năm 1946, khi mà chúng bắt bốn bà Phước và hai nữ tu, thì chúng ta sẽ hãy coi phút đó, ngày phút đó là phát súng lệnh đầu tiên của cuộc đàn áp tôn giáo. Từ đó cho đến bây giờ nó chưa chấm dứt. Thì ngày 6 tháng 3 sau khi bắt bốn bà Phước và hai nữ tu nhốt riêng một chỗ, thì ngày 9 là nó lùng, nó tìm, nó biết là mấy cha không còn ở đó rồi. Nhưng mà tới ngày 9 tháng 3 đó thì chúng lại nhà thờ tắt sậy để mà bắt cha Diệp. Thì chúng biết nhà thờ tắt sậy cha Diệp đã đi rồi, cho nên chúng bắt sáu gia đình của sáu ông quý chức và gia đình của sơ Nguyễn Kim Ly cùng với bốn bà Phước và hai nữ tu, tổng cộng đợt đầu tiên là trên 40 người giam trong nhà thờ tắc sậy. Thì chỉ 40 người đó, trong ngày 9 đó, thì người trong tắc sậy đó được chúng nhắn là phải làm cách nào nhắn tin cho cha Diệp biết, khi nào cha Diệp về thì chúng sẽ thả ra hết. Thì chiều ngày 9 tháng 3 đó, có người đi đến Hòa Thành cho các cha, riêng cha Diệp biết như vậy, tức là năm cha đã trốn đến họ Hòa Thành rồi. Thì 9 giờ tối ngày 9 tháng 3, ba tôi, tức là thầy Hai Ngô Thiên Cẩn, cũng biết cái cuộc thảm sát này và biết rằng cha Diệp sẽ không thể nào qua khỏi, tất cả các cha cũng không thể nào qua khỏi cuộc thảm sát này. Cho nên ba tôi đã từ Bào Sen lên lướt các cha để mà lãnh nạn. Thì khi nước ròng là khoảng 10 giờ thì các cha chuẩn bị đi. Diệp nói với cha bề trên như thế này: xin cha cho con được ở lại để ngày mai, sáng mai con về tắc sậy mà cứu giáo dân con, như họ đã nhắn tin như vậy, họ đã cho biết như vậy. Con về để trình diện họ, rồi họ xét xử con thế nào là thì họ. Mình đã theo Chúa rồi thì coi cũng như mình giác thính giá đi trên con đường Chúa đi ngày xưa mà thôi. Thì các cha biết cha Diệp kiên quyết ra đi như vậy thì không cách nào khuyên các cha, không có cách nào mà khuyên cha Diệp, nên các cha buồn lắm, nhưng mà cũng đành để cha Diệp ở lại. Còn bốn cha kia được ba tôi chở đi về Cà Mau trong đêm đó. Thì sáng ngày 10 tháng 3, cha Diệp từ họ Hòa Thành đi trở về tắc sậy, thì ngang cả ba Cà Mau. Nếu mà đi thẳng á, thì có 15 phút đến chợ Cà Mau, là nơi có một đại đội Pháp đang đóng. Thì đến một nơi đó có Pháp đóng, cha trình bày rằng nhà thờ tắc sậy đang có bốn bà Phước và hai nữ tu bị giam cùng với gần 40 người giáo dân bị giam và nhờ Pháp đi giải cứu. Thì cái chuyện nó quá dễ dàng, bởi vì lúc đó đó, trong cái khoảng mà tháng 3 đó, Việt Minh Cộng sản rất yếu, và những cái vũ khí để mà dùng mà đánh Pháp đó là cho những cái bộ đội chính quy hay là dân quân hay là du kích dùng để mà đánh Pháp. Còn cái thành phần chính trị của nó đó thì cái trưởng cái nhóm mà chỉ huy đó chỉ có cái súng lô, người ta gọi là súng sáo thôi. Thành ra cái chuyện đó Pháp, đối với Pháp rất dễ dàng, Pháp chỉ cho cái chuồng máy chở một trung đội 20 mấy người đi xuống bắn 2-3 tiếng súng thì nó chạy trốn hết. Nhưng mà cha Diệp không muốn làm như vậy, bởi vì khi mà cha làm như vậy giáo hội sẽ mang tiếng,
sẽ nói, người ta sẽ nghĩ rằng giáo hội nhờ vào pháp, hoặc là cha Diệp đi mời pháp về mà giết dân Việt sao, cho nên cha Diệp một mình ngài, và ngài chèo xuồng về Tắc Sảy. Thì khoảng 6 giờ chiều ngài tới Tắc Sảy, ngài ra trình diện họ. Thì cái câu đầu tiên nó hỏi cha Diệp, nói rằng ông đi về đây, còn hai thằng Tây cướp nước và hai thằng Diệt Giang công tứ đang trốn ở đâu? Thì cha Diệp nói rằng cha Diệp không biết. Thì nó mới bắt cha Diệp, nó tống giam chung với 40 người luôn. Tối đó 11 giờ khuya, 12 giờ khuya nó mời cha Diệp lên lần nữa. Thì nó cũng hỏi một câu đó, là hai thằng Tây già cướp nước và hai thằng Diệt Giang công tứ, tức là cha Tứ và cha Công, đang trốn ở đâu? Cha Diệp cũng nói rằng cha Diệp không biết. Thì nó cũng đem cha Diệp về. Thì trong tối hôm đó, tất cả giáo chức, giáo dân chung quanh nhà thờ tất dậy, biết cha Diệp về ra trình diện họ, và họ không thả một giáo dân nào. Cho nên dân chúng xung quanh nhà thờ Tắc Sảy hoảng sợ mà trốn đi hết. Chỉ còn những gia đình ngoại đạo ở lại và một hai người già cả ở lại để coi nhà cửa mà thôi. Thì 8 giờ sáng ngày 11 tháng 3, chúng cho dân quân và du kích hộ phòng lùa tất cả dân chúng xung quanh họ đạo Tắc Sảy hết. Nhưng mà những người công giáo đã biết trước trốn đi hết rồi, chỉ còn một hai người già cả thôi. Và được bảy gia đình ngoại giáo ở lại. Thì tất cả bảy gia đình này cùng với những người già cả ở lại giữ nhà cửa, thì tổng cộng gần 60 người. Thì chúng đem cái đợt mới này về, khoảng 60 người về giam chung với 40 người. Chú thấy quá đông, nhà thờ không thể nào chứa được. Thứ hai rằng ở Cà Mau thì có một đại đội pháp đóng rồi, và ở Bạc Liêu thì có hơn một đại đội, có thể là một tiểu đoàn. Và Bạc Liêu thì cơ quan hành chánh cũng đã bắt đầu lập việc rồi, cho nên chúng đem vô cây gừa hơi xa một chút mà nó an toàn. Thì cách đó là khoảng 4 cây số cái đường đồng, cho nên một đoàn người cả 100 người, mà trong đó có những em còn bồng, những người 4-5 tuổi, đi từ 12 giờ trưa tới gần 5 giờ chiều mới tới. Thì tới cây gừa, chúng vô giam tất cả 100 người trong 2 lẫm lúa, chúng bỏ đói chỗ bỏ khác mấy ngày, chúng đợi cho thật là đói để mà làm áp lực buộc cha thương giáo dân mà sẽ khai 4 gia kia đang trốn ở đâu. Thì sáng ngày 12 tháng 3 khoảng 8 giờ sáng, chúng cho mời cha lên một lần nữa, tức là chúng giam cha ở trong lẫm lúa của ông giáo sự, còn tất cả ban chỉ huy của nó từ trung ương đưa xuống thì ở trong nhà ông chủ đất, tức là ông giáo sự. Thì mà nhà ông giáo sự thì đã biết trước đã trốn đi hết rồi, dùng đó là dùng quan gián. Thì nó mời cha lên. Thì lần này nó hỏi cha là nó biết cha đi họp đi trốn cùng mấy cha kia, giờ cha trở về thì thế nào. Cha cũng biết địa chỉ nơi ở của 4 cha kia đang trốn. Thì nó hỏi tới hỏi lui cha cũng không khai. Thì nó kêu cha về đi, nó cho cha về lẫm lúa. Thì khi mà cha về lẫm lúa rồi đó, nó kêu dân quân và du kích khiêng 2 cây rơm chung quanh lẫm lúa đó, phủ tất cả lẫm lúa hết. Và sau khi nó phủ xong rồi đó, thì khoảng 10 giờ nó mời cha lên. Thì lần cha vừa bước vô, nó vừa xô cha vô, thì nó bu lại vừa đánh vừa đập vừa lên gối vừa đủ thứ hết. Hỏi cha rằng 4 cha kia, không phải, 2 thằng Tây già và 2 thằng Diệt Giang công tứ đang ở đâu? Thì cha nói bây giờ đó, cho dù cha có biết cha cũng không khai, giờ xin giết cha đi.
nó làm đánh đập dữ lắm. Nó cũng, cha cũng vẫn nói như vậy. Thì nó nói rằng, mày về mà suy nghĩ lại đi, một lát tao sẽ cho người đem mày lên lần nữa. Mà nếu mày không chỉ nơi hai thằng Tây Già Cút Nước và hai thằng Nhiệt Giang Công Tứ, thì tao sẽ cho người đốt rốt mà thiêu sống tất cả. Thì nó nói xong câu đó, nó cho người giải cha về. Thì lần này cha đi hết nổi rồi, nó cho hai người dìu cha. Và khi nó mở cửa, nó xô cha vô, thì cha không còn đi đứng nổi. Những ông quý chức mới dìu cha, mới cạo gió cha một hồi lâu, cha tỉnh, cha mới thiều thào nói: nếu mà cha không khai bốn cha đang trốn ở đâu thì họ sẽ thiêu sống hết các con. Là cha nói nhỏ nhỏ cho bốn, cho sáu quý chức nghe thôi. Thì sáu quý chức mới nói rằng, nói là chúng con chấp nhận rồi, giờ nó có thiêu sống nó cũng thiêu sống, cha đừng có khai, giờ chúng con chấp nhận rồi. Thì cha cũng siêu theo lời của ông, các ông quý chức khuyên. Thì cha mới tập hợp giáo dân là cha nói họ sẽ thiêu sống, giờ ăn năn tội đi, rồi cha làm phép giải tội tập thể. Rồi cha mới khuyên những người không có đạo, người nào muốn vô đạo, cha làm phép rửa tội cho. Nhưng mà nó đặc biệt, nó hay như thế này. Lúc đó những trường xung quanh của Cà Mau, tất cả Cà Mau, trường nào cũng do các bà phước công giáo, do các cha xây cất mà mời đến dạy, cho về đến dạy. Thì các em nào ở Cà Mau cũng được học giáo lý, cũng biết về đạo chút địch. Có em đã vào rồi, có em chưa. Thì các em đó mới khuyên cha mẹ: cha mẹ vào đạo đi, mình có bị chết đó, thì mình lên thiên đàng với cha, chứ mình không có sợ sợ gì hết. Tất cả các em nhỏ đều nói như vậy hết. Cho nên rất nhiều người được vô đạo trong cái cuộc thảm sát đó. Thì cái nước mà cha rửa tội đó là cũng nhờ các em bé đó. Bởi vì nó cấm ăn cấm uống, không có nước nôi gì trong mấy ngày, thì các em đó mới la sùm lên khát nước, khóc lóc xin nước. Thì những người mà dân quân đó, thì cũng là bạn bè lối xóm thôi, họ được lệnh bắt thì họ làm theo lệnh, chứ họ cũng không biết bắt làm gì mà giải cha về đây để chi. Tức là những dân quân đó không biết cái cuộc hành quyết này, họ biết bắt và giải đi thì họ được lệnh như vậy thôi. Chỉ có trong cái bang mà thảm sát nó từ trung ương đưa xuống mới biết thôi. Thành ra dân quân và du kích đó không biết gì hết. Thì mấy anh em dân quân đó thấy những người quen mình lối xóm khác quá kêu khóc như vậy, thì cũng lén lén lấy nước mà cho các em nó uống. Nhưng mà các em nó không có uống. Các em đưa để cha đủ nước, để cha làm phép giải tội, rửa tội cho tất cả những người ngoại đạo ở trong cái lẫm lúa chung với cha. Thì xong đâu đấy rồi đó, cha mệt vô cùng, cha yếu sức vô cùng, cha mới ra một góc riêng, cha đọc kinh và cầu nguyện. Thì mấy ông quý chức nói rằng lúc đó là tưởng gia không thể nào mà tiếp tục được nữa, và họ nghĩ rằng tất cả sẽ chịu thảm sát trong một lúc rất gần. Thì cha đọc kinh cầu nguyện chừng 1-2 tiếng, là khi nó thả cha là chừng 10:30-11 giờ. Thì đến khoảng 1:00 mấy 2 giờ thì xuống nó gõ cửa, nó kêu cha. Thì cái tiếng mà gõ cửa kêu cha đó, theo mấy ông quý chức sau này kể lại đó, không khác nào mà tiếng chuông báo tử. Dầu họ là những người công giáo, họ đã có đức tin vững mạnh thế nào, đã được giải tội, đã được chuẩn bị để mà chết, cũng như mấy người mà mới học đạo, mới được rửa tội, thì nghe cái tiếng gõ cửa biết mình sắp chết, họ khủng hoảng dữ lắm, họ run sợ dữ lắm. Có thể là run lẩy bẩy, không nói lên nhưng mà run sợ lắm. Thì nhưng mà nhờ cha Diệp lúc đầu á, thì người ta thấy cha yếu ớt này kia, nhưng mà lần này khi cha mà đi ra trình diện nó gặp họ đó, thì cha rất bình tĩnh, cha đi lại đi trước mọi người, cha khuyên can, cha nói rằng các con đừng sợ hãi, các con rồi sẽ được ra về bằng an, họ không động chạm gì mà các con, rồi các con sẽ về bằng an. Rồi cha lại khuyên các con mới họ rửa tội đó, thì về tìm một cái nhà thờ nào học đạo đi, rồi ráng giữ đạo cho sốt sắng, các con rồi sẽ ra về bằng an hết. Thì nó đem cha Diệp đi và nó thủ tiêu luôn. Vâng,
đấy là cuộc thảm sát của cha Trương Bửu Diệp do ông Ngô Thiên Hiệp, là con của ông thầy hai Ngô Thiên Cẩn, là nhân chứng sống trong vụ thảm sát cha Trương Bửu Diệp. Chính cha đã về để có thể chết giữa giáo dân, chết giữa những người dân lương thiện sống chung quanh nhà thờ Tắc Sậy, và tất cả hàng trăm người dân lương thiện đó đã được cứu sống để mình cha chết thay cho họ mà thôi. Nhưng mà cái cuộc thảm sát đó chúng ta chỉ nghe và chúng ta chỉ biết có một mình cha Diệp thôi. Nó không phải gì đâu, nó còn lớn gấp mấy lần nữa. Tức là như thế này, trong cái lúc mà bắt gia Diệp cuộc đàn áp tôn giáo đó, là chúng muốn tìm tiêu diệt tất cả tu sĩ trong tỉnh Cà Mau. Cho nên khi mà nó đem cha Diệp ra đó, thì theo ba tôi nói, ba tôi nghĩ là cha Diệp đã được Chúa soi sáng, không để 100 người bị thiêu sống. Cha đã có cách để mà cứu năm cha kia rồi, cho nên cha ra và cha đã nói rõ ràng, bây giờ các cha kia đã được ba tôi trở về bọc xe. Thì khi mà nó đem cha ra đó, nó giết cha rồi đó, và chúng biết rằng các cha đã được ba tôi trở về bọc xe, thì nó tức tốc nó vô, nó lôi bốn nữ tu gồm hai bà Phước người Pháp và hai bà Phước người Diệp với hai tuổi bảy 18 tuổi rất trẻ lên xuồng, và chúng chèo riết xuống bọc xem liền. Và khi chúng đi như vậy là lúc 2 giờ, nhưng mà chúng ra lệnh tất cả dân quân và du kích sẽ giữ những người này, không cho một người nào đi ra khỏi hai lẫm lúa này trước 8 giờ tối. Thì tôi có hỏi ba tôi câu đó, hỏi tại sao khi chúng đã giết cha Diệp rồi, chúng đã chở các bà Phước đi xuống vào xem liền, tại sao chúng không thả dân chúng ra? Thì ba tôi mới trả lời rằng, họ khôn lắm con, họ rành lắm con, họ đã biết cái địa lý, đường bộ và đường thủy thế nào. Vì bây giờ là tháng 3, là mùa nắng, cho nên ruộng đồng khô cạn hết. Nếu mà băng tắc đường đồng từ Tắc Sậy cho đến Cà Mau thì 7-8 tiếng mà thôi, vì có 50 cây số mà chạy gấp rút 1 giờ 6-7 cây số thì có 7-8 tiếng mà thôi. Nhưng mà đi đường sông thì nó vòng co, nó quanh quẹo, cho nên tới 10 mấy tiếng. Cho nên chúng không dám thả liền, vì vì chúng đang đi, chúng sợ khi mà cha Diệp mà nói như vậy đó, biết đâu cha Diệp đã cho những người ở trong cái cuộc trong bị giam chung với cha biết, và những người đó có thể tức tốc chạy xuống bầu sen cho các cha biết và các cha trốn sao. Cho nên chúng giữ các người đó lại cho đến 8 giờ tối chúng mới thải ra. Và hôm sau, tới ngày hôm sau thì 12 giờ trưa hôm sau, tức là ba tôi chở các cha đem về nhà thờ Bảo Sen giữ lại nhà tôi che giấu đã 3 ngày rồi. Thì trưa ngày hôm sau đó, chúng cho ruồng bắt thông tin tất cả dân chúng các xóm đạo Cao Đài, xóm đạo cầu Bảo Sen Công giáo và các xóm lân cận, tức là Trương Đình Quy, Ngô Tà Dương và những vùng lân cận, nguyên một cái xã xung quanh ở Cà Mau đó, ở Bào Sen đó biết, đi lại để coi cuộc hành quyết 6 nữ tu. Thì nó giết 6 nữ tu trước cửa ba nhà tôi, trước cửa, trước mặt 4 cha và ba tôi và hàng trăm nhân chứng ở Bào Sen. Về cuộc tàn sát đó ai cũng biết. Vâng, cảm ơn ông Ngô Thiên Hiệp. Như vậy rõ ràng cái chuyện giết cha Diệp nó là một chính sách của Việt Minh, là tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam lúc đó, nhằm triệt tiêu tất cả tôn giáo. Bởi vì nếu mà tôn giáo còn, nhà thờ còn, linh mục còn, thì Đảng Cộng sản Việt Nam không thể hoạt động được. Đó chính là lý do chính. Và hôm nay
chúng ta tưởng nhớ, tưởng niệm 70 năm cha Trương Bửu Diệp bị thảm sát, cùng với 6 nữ tu khác cũng bị thảm sát trong chính sách diệt tôn giáo của Việt Cộng. Chúng ta tưởng niệm đến các người đã chết vì lòng yêu mến người dân Việt Nam, đặc biệt cha Trương Bửu Diệp và 6 nữ tu hoàn toàn sống bên cạnh những người lương thiện và giúp đỡ những người lương thiện đó về mặt văn hóa. Và hãy cùng nhau một lần nữa qua bài hát Kinh Hòa Bình để có những cái lời cầu nguyện chân thành của chúng ta cho chính bản thân mình, cầu nguyện cho gia đình mình, cầu nguyện cho quê hương đất nước sớm thoát khỏi cái ách cộng sản. Đó là một cái lũ vô thần và vô nhân đạo hiện nay đang cấu xé đất nước và dân tộc chúng ta. Và xin tặng thật nhiều bông cho Linh Mục Trương Bửu Diệp, cho cha Trương Bửu Diệp là một vị thánh rất thân thiện với tất cả những người lương giáo Việt Nam. Và xin tặng thật nhiều bông cho Linh Mục Trương Bửu Diệp hôm nay.
Vâng, kính thưa quý bậc trưởng thượng và quý thân hữu trên diễn đàn Thằng Mõ, trên các đài radio và trên các website. Và bây giờ thì đến phần chia sẻ. Lạc Việt biết rằng trên diễn đàn này có rất nhiều người đã từng yêu mến cha Trương Biểu Diệp, cũng đã từng cầu xin cha Trương Biểu Diệp cầu bầu cho mình và cho gia quyến của mình, cũng như trong cái công việc làm ăn của mình. Và chắc chắn là có rất nhiều người đã được những ơn mà Ngài cầu bầu cùng Chúa ban cho các bạn và gia đình của các bạn. Bây giờ thì xin mời các bạn chia sẻ hoặc là đặt câu hỏi để có thể về cái cuộc thảm sát của cha Trương Biểu Diệp mà chúng ta thấy ông Ngô Thiên Hiệp đã nói thật rõ. Và cái phần đầu là để phản biện tất cả những cái điều mang tính chất bịa đặt để làm cho cái cuộc phong thánh của cha Trương Biểu Diệp nó đi vào bế tắc. Nhưng mà chắc chắn là những người mà yêu mến cha Trương Biểu Diệp và những phép lạ cha Trương Biểu Diệp thì chắc chắn là tất cả những cái điều mà nó trái khuấy đó chắc chắn là sẽ rất khó thực hiện. Và bây giờ thì xin mời các bạn giơ tay đặt câu hỏi nha. Mời bạn một cánh dù, một cánh hoa dù. Xin mời bạn. Xin cảm ơn anh Lạc Việt và cũng xin gửi lời cảm ơn đến diễn giả ông Ngô Thiên Hiệp. Và Long Đinh xin được mến chào lại các anh chị trong diễn đàn Thằng Mõ. Mến chào các anh chị mới đến. Và sau khi mà nghe diễn giả ông Ngô Thiên Hiệp đã nói về, kể về câu chuyện của cha Trương Biểu Diệp, thì Trung Linh có xin một đặt một cái câu hỏi là bây giờ mình để mà xác định một cái nghi vấn chính xác là do Việt Cộng nó giết cha Trương Biểu Diệp, thì cho Trung Linh xin hỏi là cái thời điểm đó ông nào là leader của đám Việt Minh ở cái chỗ đó, có thể nào cho Trung Linh biết được không? Và khi mình biết được cái leader của cái đám Việt Minh ở chỗ đó thì mình mới xác định được là tụi Cộng sản nó giết cha Trương Biểu Diệp, vì cái thời điểm lúc bây giờ theo Lung Linh nghĩ á, là nó rất là loạn. Phải nói là vậy, năm 1946 nó rất là loạn. Thì thành ra không có một cái bằng chứng xác minh là cái đám Nhật hay là đám điền chủ mất ruộng mất đất gì đó, mình cũng không có ai mà có thể xác minh được là người nào đã giết cha Trương Biểu Diệp. Thì chỉ nghe và mình có thể nghi vấn ở cái đám mà gọi là tụi Cộng sản. Việt Minh lúc đó chưa có gọi là Cộng sản, đúng không các anh chị? Sau này lòi cái bản mặt thật của cái đám chó Việt Minh Cộng sản ra thì mình mới nói là Việt Minh Cộng sản. Nhưng lúc thời bây giờ là chỉ là Việt Minh thôi. Thì ở cái chỗ đó đó, thì ai là người cầm đầu của đám Việt Minh ở đó cho Lâm Linh xin hỏi. Xin cảm ơn rất nhiều. Em xuống. Dạ, xin mời ông Ngô Thiên Hiệp ạ. Thưa cô, cái đám cầm đầu đó thì rất nhiều người thời đó biết cho tôi cũng không biết. Nhưng mà nó thế này, cái cuộc thảm sát đó không phải do cái đám cầm đầu của Việt Minh thời đó hay là lúc đó tại đó giết, mà do từ Trung ương đưa xuống. Thì cái này đó tôi có viết trong những cái cuốn sách của tôi. Nhưng mà cái đám cầm đầu của cái nhóm đó đó, nó chở các bà Phước, tức là sau khi giết gia Diệp rồi đó, và cha ba tôi đã chở bốn cha đi trốn tại nhà tôi, trước là nhà thờ Bầu Sen. Thì nó biết rằng cha Trương Biểu Diệp cho nó biết rằng các cha đang trốn tại nhà thờ Bảo Sen. Thì nó gian ác về, nó đem bốn bà Phước, sáu bà Phước giết trước mặt các cha. Rồi nó nghĩ rằng nó sẽ giết các cha sau. Thì sáng bữa đó đó, thì các cha vừa giật mình thức dậy, thì tiếng trống, tiếng mõ, tiếng lo vang rần,
giết Minh thì nó bắt dân chúng hô lên muôn năm, Hồ Chí Minh muôn năm, và nó lặp đi lặp lại gần chục lần. Sau đó thì tới cái tiếng đá đảo Việt Giang, thì ai cũng đá đảo Việt Giang, rồi đá đảo Tây Cúc Nước, đá đảo rồi nói là Tây Cúc Nước giết, thì dân chúng la giết giết lần lần những khẩu hiệu đó, nó là đã la gần 2-3 tiếng đồng hồ như vậy. Cho đến 11 giờ thì 5 chiếc xuồng từ đầm dơi chèo xuống, thì qua khẽ dắt ba tôi và các cha nhìn thấy 2 chiếc đi đầu thì toàn là cán bộ mang nón cối và mã tấu đồ này kia, và một chiếc xuồng đi giữa, thì chiếc xuồng đi giữa ngoài người chèo mũi và chèo lái thì có 6 nữ tu bị thối rút ké. Thì khi mà nó đi ngang qua các cha và ba tôi thì các cha ngạc nhiên vô cùng, bởi vì các cha rành bà bề trên và bà phó, và các cha biết 2 nữ tu và 2 bà phước, thì cái đó là trong những cái xóm đạo và trong những nữ tu và tu sĩ biết nhau hết. Thì các cha cũng ngỡ ngàng, tưởng là bởi vì khi nó thông báo rằng nó kêu dân chúng tập hợp đến coi là để xử tử Tây Cúc Nước và Diệt Giang Cúc Nước, thì trong đó lúc đó thì dân chúng tất cả bầu sen đều nghĩ rằng những thằng Tây này chúng vừa đánh úp 1-2 đồn bót nào, hoặc là chúng vừa phục kích một toán quân nào vừa mới xuống đóng ở Cà Mau. Nhưng mà khi mà dân chúng thấy chúng chở 4 bà phước xuống đó thì dân chúng ngỡ ngàng. Thì khi mà chúng phát lo nói rằng Tây Cúc Nước á, thì cái tiếng giết giết nó yếu đi rất nhiều, nó không còn mạnh như là chưa thấy các bà phước. Và khi nó nói rằng Diệt Giang Bán Nước thì không còn cái tiếng giết giết nữa, bởi vì đối với những người dân giàu chất phát đến đâu, họ không thể nào mà họ nghĩ họ dình dung những bà phước chân yếu tay mềm xuống dạy học cho con cái họ, bây giờ lại là những người Diệt Giang Bán Nước. Rồi chúng đọc bản án rõ ràng, chứ không phải là chúng giết không, giết cha diệt thì không ai biết giết, nhưng mà chúng giết các bà phước là đọc bản án, rồi cứ quan hô Hồ Chí Minh, cứ mỗi lần trước khi giết là quan hô chị Hồ Chí Minh, thì không phải là Hồ Chí Minh, không phải là Diệt Minh, là ai? Và cái người mà lãnh đạo ở đó đó thì tôi không biết, nhưng mà ở cái xóm Bào Sen tôi đó thì có một người có đạo, ông là cũng thuộc về dân trí thức, ông là tên là Chính Đê, thì ông đã theo Diệt Minh Cộng sản. Ông tập hợp tất cả dân chúng ở Bào Sen, tức là có đạo, để mà chứng kiến cái trận hành quyết đó. Và dưới kinh ba tôi giờ, tức ba tôi có đạo cũng kinh lớn lắm, phương kinh nói liền quận Đầm Dơi và Nam Căn, thì dưới kinh ba tôi, tức là kinh thầy hai một chút, thì có Năm Quyền và Bảy Dinh, 2 tên du kích. Thì 2 tên du kích đó, tập hợp dân chúng xóm đạo Cao Đài, còn tất cả dân chúng du kích các vùng khác, thì chẳng hạn trong Đập Đá, trong Điền Ngô Tài Dương, đường Trương Đường Quy, đường Gió Quai đằng kia, thì tập hợp lại. Thì mấy người đó xa lạ tôi không biết, nhưng mà tôi biết ông Chính Đề. Thì sau khi mà giết 2 bà phước người Pháp xong đó, thì Năm Quyền và Bảy Dinh là 2 tên du kích lấy 2 sao chuỗi của 2 bà phước bề trên và phó rất dài, đeo trước cổ mình đi nghênh ngang cả mấy ngày liền, đi để mà thị uy, để mà cho dân chúng Bào Sen biết còn nó sẽ như thế này, kết quả như thế này. Nó không đủ nhưng mà xóm đạo từ bỏ xóm đạo mà đi hết. Còn riêng ông Chính Đê đó thì ông thức tỉnh sau khi ông chứng kiến cái cuộc hành quyết đó, và ông không đem gia đình đi tập kết năm 1954, và sau năm 1954 ông trở lại đạo và được cha đầy ngồi tòa giải tội cho ông. Sau hàng chục năm ông bỏ lễ. Vậy không phải Diệt Minh giết là ai giết, khi mà trước khi giết hô Hồ Chí Minh muôn năm, cờ đỏ sao liềm, cờ đỏ sao vàng treo tùm lum hết. Vâng, xin cảm ơn ông Ngô Thiên Hiệp. Và bây giờ xin mời một cánh hoa dù ạ. Một cánh hoa dù ạ, xin mời. Dạ, một cánh hoa dù đâu ạ?
có trước máy không ạ? Còn nếu không thì mời nước mắt đàn ông, mời nước mắt đàn ông ạ. Như vậy là Lạc Việt thấy hai người này giơ tay, có không hiểu tại sao cái máy của Lạc Việt là có giơ tay. Thế hiện nay có còn ai có muốn đặt câu hỏi hay là chia sẻ gì không ạ? Vâng, xin mời thằng Mõ. Dạ vâng, cảm ơn anh Lạc Việt nha. Mỏ xin lỗi đã quên chào anh, tại vì lúc anh vô thì Mỏ đang hăng nói. Mỏ đặt một cái câu hỏi nó đơn giản thôi, là có lẽ là Mỏ không biết Mỏ có nghe Ba Chớp Ba Nhoáng không, mà Mỏ có nghe không có rõ. Mỏ muốn hỏi ông Ngô Thiên Hiệp là ông thể cho biết một cách đại cương là tại sao mà Việt Cộng nó lại chống lại cái lệnh phong thánh, cái sự là tìm cách phong thánh cho cha Trương Tử Diệp. Có phải vì nó sợ rằng là nó sẽ bị lộ cái tội ác của nó, hay là vì lý do nào khác thì Mỏ không có rõ. Mỏ nghi là vì nó sợ trong lúc người ta đi điều tra về cái chết của linh mục của cha Trương Vũ Diệp, nó lộ cái tội ác của chúng nó ra. Dạ, có phải như vậy không? Có phải như vậy hay là không? Mà hỏi nữa là ý mà hỏi là tại sao nó lại chống lại cái phong trào nó cái mà cái mà việc công việc mà phong thánh cho ông cha Trương Vũ Diệp. Dạ vâng, mà xin mời anh mẹ Lạc Việt cầm mic nha. Vâng, xin mời ông Ngô Thiên Hiệp ạ. Chào anh hỏi rất đúng. Và chính anh hỏi đó, nhiều khi người ta nói cái câu hỏi cũng là cái câu trả lời. Vì vì khi mà cái chuyện phong thánh đó bắt đầu và mở hồ sơ thôi thì nó sẽ lộ lên hết rồi, cái giả tâm, cái gian ác của nó không còn che đậy được nữa. Thành ra nó làm thế nào cho cái cuộc phong thánh này không có mở hồ sơ, chứ đừng có nói là mở hồ sơ mà cứu xét. Thành ra những cái tài liệu mà cha Tuyên đưa lên đó, theo như những đứa con tôi, tức là cha Diệp có cho tôi ba đứa con và bây giờ đang làm việc trong tòa thánh hết, thì theo như những đứa con của tôi nói, những hồ sơ này đó thì không có thể nào mà lọt qua để mà đưa lên dịch, chứ đừng nói là cứu xét, vì nó không có đủ một cái điều kiện nào để mà cứu xét hết, cho nên chỉ đưa lên nửa chừng rồi bị bỏ thùng rác mà thôi. Và cái thứ hai, như tôi nói với quý vị rằng, hồi thời chúng ta còn nhỏ, hồi thời ba má chúng ta còn trẻ, thì những đảng viên cộng sản ở dưới quê đó thì thường xuất thân từ chăn trâu, chăn vịt hay là tá điền. Ở thành phố thì hớt tóc, đạp xí lô, khá hơn một chút là công nhân hãng xưởng. Nhưng mà từ năm 1946, tại những vùng chúng chiếm đóng, và sau năm 1954 tại miền Bắc, và sau năm 1975 tại miền Nam, chúng đã dùng lực rừng mà chiếm tất cả tài sản của giáo hội. Nhiều nơi chỉ còn có một cái nhà thờ thôi, trường học và chúng viện chúng cũng không có tha luôn. Đó là ngày xưa. Còn bây giờ đó, tất cả những trường đại học danh tiếng nào trên thế giới cũng có đảng viên cộng sản đang theo học, và cũng có thể chúng những trường đó đã cho xuất thân ra hàng ngàn đảng viên. Thì ngày xưa chúng đã dùng lực rừng, ngày nay chúng là khôn khéo gấp trăm lần ngày xưa, cho nên chúng không dùng lực rừng nữa, biết đâu chúng dùng những cái lực bây giờ mà đánh phá giáo hội mà có thể lên tòa thánh. Đến tòa thánh thì tôi nói với gì đó, chúng đưa những cái dữ kiện đó rồi chúng sẽ thưa ngược, bởi vì có nhân chứng, có vật chứng rõ ràng mà,
Nhân chứng là gì? Nhân chứng là những cái người mà chẳng hạn như bà Lucia Quỳnh Thị Nghĩa, nhân chứng là ông Ngô Minh Quang, còn vật chứng là nửa triệu bạc. Nó tòa thánh lợi dụng vấn đề phong thánh mà tòa thánh lấy tiền và tòa thánh nhục mạ, nào là tôn giáo, nào là quốc gia Nhật, nào là quân đội Nhật, rồi nào là ông chủ đất tin cẩn, cái đó là chúng gài tội để mà thưa tòa thánh, để mà tòa thánh sẽ bị phạt một số tiền rất lớn, là tôi không thể nào nghĩ là bao nhiêu. Vâng, ông Ngô Thiên Hiệp, ông ấy chưa học hết trung học, ông ấy làm nghề đánh cá mà ông còn có thể suy nghĩ ra được những cái kiểu mà Việt Cộng nó có thể dàn dựng để mà làm cho cái uy tín của giáo hội lu mờ đi, và làm cho cái việc phong thánh của cha Diệp không thực hiện được, vân vân và vân vân. Nó là một việc mà giống như một mũi tên bắn ra chết ba con nhạn vậy. Vâng, quả thực đó là những cái việc làm rất là thâm độc. Và bây giờ thì xin mời Lung Linh ạ. Cảm ơn anh ấp Lạc Việt. Lung Linh mới chào lại các anh chị. À, theo như câu trả lời của diễn giả ông Ngô Thiên Hiệp thì là không biết ai là lý thừa. Thì em Lung Linh xin hỏi một cái câu nữa là cái nhóm mà nó cô lập cái nhà thờ, nó bắt mười mấy người đó, nó bắt cha Trương Bửu Diệp đi đó, thì ai là leader trong đó? Và có phải cha Trương Bửu Diệp bị nó mổ bụng, chặt tay, chặt chân, chặt đầu liền xuống sông hay không? Và xin diễn giả Ngô Thiên Hiệp trả lời thêm một cái câu hỏi của Sao Anh Chưa Chết, hỏi là cha Thiên Quý là ai? Của Cộng sản hay là của miền Nam Việt Nam? Đông Linh xin hết. Xin mời anh Lạc Việt. Xin mời ông Ngô Thiên Hiệp ạ. Nó như thế này nè, ngày 9 tháng 6 với ngày 9 tháng 3 năm 46 thì cha Trương Bửu Diệp đã bỏ nhà thờ tắc sậy đi rồi. Thì sáng bữa đó đó, các ông quý chức chỉ được đến nhà thờ đọc kinh mà thôi, vì cha đã bỏ nhà thờ đi mấy ngày rồi. Thì sau khi cha đi đọc kinh xong thì sáu ông quý chức mà có đi đọc kinh hôm đó, đó được lệnh mời qua nhà xứ, tức là nhà của cha, để làm mà làm việc. Thì khi mà sáu ông quý chức bước vô thì thấy trên cái ghế cha ngồi đó, thường ngày đó, có một người đàn ông trên 40 tuổi. Bên phải của cái người đàn ông đó có một người 30 mấy tuổi, và bên trái của cái người lớn tuổi, người lý đờ đó, là một cô gái rất trẻ 18-19 tuổi gì đang ngồi ghi chép. Thì khi sáu ông quý chức vô đó thì họ mời ngồi những cái ghế mà đối diện với văn phòng cha, những cái ghế đổ nhỏ nhỏ nó ngồi đối diện. Thì họ hỏi từng người cha Trương Bửu Diệp ở đâu, thì mấy ông đã biết trước khi mà được vô rồi, thì mấy ông đã quyết định với nhau, đồng ý với nhau, dầu anh em có biết cha Diệp đã trốn đi đâu nhưng mà cũng đừng có nói. Thì họ hỏi cách gì, chúng ta chỉ nói rằng cha Diệp có nói rằng đi Cà Mau, như những lần trước cha đã rời họ đạo đi về nhà thờ chánh Cà Mau họp mà thôi. Thì sáu ông được cái ban mà tiêu diệt tôn giáo á đó, đó hỏi như vậy, hỏi tới hỏi lui, thì mấy ông cứ một mực nhất quyết rằng cha Diệp có cho biết rằng cha Diệp đi xuống Cà Mau vài ngày vậy thôi. Thì sau khi họ hỏi trong khoảng 9-10, hồi 10 giờ sáng gì đó, hỏi tới hỏi lui không được đó, thì họ nhốt 6 người đó tại nhà cha. Và họ nhốt được vài giờ, thì khoảng 12 giờ trưa thì họ thấy tất cả người trong gia đình của họ cũng bị lùa tới luôn. Và đồng thời trong cái nhóm đó lại có 6 nữ tu, gồm bà Bị Trên, bà Phó và hai bà Phước Diệt với hai nữ tu nữa.
thì tất cả những người đó đó bị lùa qua nhà xứ, và nó bắt thêm gia đình của Sơ Nguyễn Kim Ly, thì lúc đó là khoảng 40 người là đợt đầu tiên. Cái người bắt đó đó, cái này á, chị hỏi thì tôi nói bị gì nó không phải là rõ ràng và cũng không phải là chính thức, và nó nói ra tôi muốn rợn da gà đó, là năm 1979 khi mà ông Lê Dũng ông xuống ông thăm ông Bãi Hổ, tức là một tay anh chị ở Cà Mau khét tiếng. Hồi đó Lê Dũng bị giam ở khám gì ở ngoài Cung Nôn đó, ở ngoài đảo đó, thì bị đánh đập, ông Bãi Hổ che chở, tên ăn cướp đó che chở tên đó. Thì khi mà năm 79 ông có xuống Cà Mau có dịp lại thăm Bãi Hổ, thì Bãi Hổ đó cũng gần không xa gì cái chỗ tôi cho lắm, cho nên những người trong xóm đó biết, và trong những người biết đó đó có chú Sáu Mẫn, thì chú đã chứng kiến cái người mà trưởng ban du kích của trưởng ban mà tiêu diệt tôn giáo đó chỉ huy xuống hành quyết bốn bà Phước đó và sáu nữ tù đó, thì ông nói là sao giống ông Lê Dũng quá, là nói chung là rợn da gà, nhưng mà cái đó mình không biết, tức là có thể là Lê Dũng. Thì cái này dễ lắm, chỉ hỏi vợ bé ông Lê Dũng bây giờ là biết, tức là cái bà gì mà lên máy nói hoài đó, bà dám nói sự thật, vì bà dám nói Hồ Chí Minh mà ra lệnh tiêu diệt tôn cải cách ruộng đất mà chôn ai ở ngoài Bắc mình còn sót tay chân đồ này kia, rồi chó tha mèo kéo gì đến đổi mà phải rước chồng bả về mà đi điểm chấm cho đấy, quân đội là chính quyền không có đi đến cái xã đó được, thì bả dám nói thật lắm. Có thể chồng bả với bả là hay bả là cô gái trẻ với cái ông già bốn mấy tuổi là Lê Dũng đó, mà ông Sáu Mẫn nói vậy, nhưng mà tôi không tin là vậy đâu, mà có thể là vậy nữa. Ok, cảm ơn ông Ngô Thiên Hiệp. Và cái vấn đề là ở đây có một số anh chị em thắc mắc là khi mà chúng nó thảm sát cha Trương Bửu Diệp đó, thì nó thảm sát như thế nào? Ở đây thì có người nói là bị chặt chân chặt tay vân 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 vân. Thì theo như sự hiểu biết của ông thì cha Trương Bửu Diệp đã bị giết như thế nào? Thưa quý vị, cái này nó rất rõ. Đúng ra đó, chỉ nhờ một người bên Cali bị nó như thế này nè. Khi mà nó giết cha Diệp đó thì nó ra nó chém có hai nhát thôi, một nhát ở trên sọ đầu, một phần sọ gần rớt ra. Đức Chúa Giêsu đội cái mũ gai như thế nào thì cái nhát chém nó giống như vậy, và một nhưng mà nó rớt ra thì cá, khi mà cha Diệp rớt dưới ao đó, cá vô đã ăn hết ốc của cha, nhưng mà khi mà vớt lên nó đậy lại vẫn được. Còn một nhát nữa ở nơi cổ cha, làm cái đầu cha gần rớt, nhưng mà khi mà lợt cha nằm ngửa lại đó, thì coi vẫn lành lặn, bởi vì ở sau nó chém tới, thì hai nhát đó. Thành ra khi mà ông Ngô Minh Quang, ông vớt chắc cha Diệp lúc đó, ông hai mươi mấy tuổi, ông khỏe mạnh lắm, ông với ba ông đi vớt xác cha Diệp. Thì ba ông là người có đạo, đã báo mộng, ổng thì người chưa có đạo lúc đó, đã báo mộng cho biết xác cha Diệp đang bị vùi ở đâu. Thì hai cha con đi đến, thì cha đã báo mộng rồi, không có tìm kiếm gì, thì lại thấy xác cha trôi lềnh bềnh ở dưới ao. Lúc đó là nắng tháng 3, cho nên ruộng đồng khô cạn hết, cái ao đó cạn hết. Cái ao đó mùa nước, có thể là nước lên tới hai thước mấy, nhưng mà lúc cha Diệp chết đó, nó khỏi đầu gối chút, nó ngang lưng quần mà thôi. Thì xác cha đang lệnh bền với ao, ông vớt cha lên. Khi mà ông lật ngửa lại, ông vô cùng ngạc nhiên và sửng sốt, vì gì ông đã từng nghĩ vớt những xác người trôi sông, và ông cũng từng chứng kiến những xác người bất đắc kỳ tử, những cái thây ma trôi sông hoặc những người chết bất đắc kỳ tử, thì cái hình dáng khó coi, khó nhận diện, và nó ghê tởm lắm. Mà khi ông mà lật ngửa cha dậy đó, thì cái mặt cha đó không có ướt nước, và cái da thịt cha đó rất hồng hào, nó sáng lạ. Riêng hai tay cha thì chắp ngửa tay trước ngực, không khác nào một vị thánh cầm cái chắp tay và nâng cái cành bông thiên tế. Thì cái hình ảnh đó là hình ảnh của một vị thánh, chứ không phải một thây ba hay là một tử thi.
Vâng, như vậy thì chúng ta đã nắm rõ về cái chết của cha Trương Biểu Diệp là đã bị chém hai nhát. Một nhát là chém ngang sọ và cá có thể chui vào trong ốc để mà ăn ốc của ngài. Và cái thứ hai nữa là chặt cổ của cha gần rời. Nhưng khi mà người như ông, có tên như ông Ngô Thiên Hiệp vừa mới nói đó, đã vớt xác cha lên, lật ngửa xác cha lên đó, thì phải thấy là cha rất là sáng lạng, hai tay chắp lại. Và cái hình ảnh mà hiện nay người ta tạc tượng cho cha đó, hai tay như thế nào, cầm cành thiên tế như thế nào đó, có lẽ đó chính là hình ảnh khi mà cái ông đó vừa mới vớt xác của cha lên. Vâng, và bây giờ thì xin mời chị Black Orchid ạ. Dạ, xin cảm ơn anh Lạc Việt. Dạ, xin kính chào diễn giả. Dạ, thưa, có một số các anh chị em trong diễn đàn có lẽ là ông đã nói nhưng mà nghe cũng vẫn chưa rõ. Xin ông, dạ vâng, thưa ông Ngô Thiên Hiệp, xin ông vui lòng nói lại là cha Tuyên đó là xuất xứ từ đâu và tại sao ngài lại được giao cái trách nhiệm làm cái hồ sơ xin phong thánh cho cha Bửu Diệp. Và cái việc mà quyên tiền ở bên Canada nói rằng là phải có 500.000 thì mới được xét hồ sơ phong thánh đó, cái điều đó người Công giáo ai nghe cũng thấy là vô lý, thì tại sao lại có những người đi đóng góp như vậy và các họ đạo ở bên đó tại sao không lên tiếng về cái vấn đề này ạ? Dạ vâng, thì xin được gửi mic lại cho anh Lạc Việt. Vâng, chắc chắn là không phải là chỉ có ở Canada đâu thưa chị Black, mà có thể là tuần sau hay 2-3 tuần sau nữa ngay tại Cali sẽ có một cái buổi lạc quyên, quyên tiền rất là phải nói là rất là long trọng ở ngay tại Nam California cho cái vấn đề yểm trợ vụ phong thánh mà cha Tuyên chủ trương. Xin mời ông Ngô Thiên Hiệp có thể trả lời như thế nào về trường hợp của cha Tuyên. Thưa quý vị, trường hợp cha Tuyên đó thì nó rất dễ, nhưng mà nó như thế này nè, ở đâu nơi nào cha Tuyên cũng tự nói về mình thì quý vị cứ bấm cái trang là Trương Vũ Diệp vận động phong thánh, mà có liên quan tới cha Tuyên thì biết gì biết. Vận động phong thánh cho Tuyên, chẳng hạn như năm 2016, thay vì nói về vận động phong thánh Trương Vũ Diệp, nhưng mà khi quý vị mở ra đó, không có nói một cái gì, một tiếng nào về cha Trương Vũ Diệp, mà cha Tuyên toàn nói về mình không. Thành ra bây giờ nói về cha Tuyên rất dễ, vì gì nói một năm hay là một tháng cũng hết, vì gì cha Tuyên cứ nói về mình hoài. Thành ra bây giờ mà tôi kể hoài về cha Tuyên không hết, nhưng mà đại khái như thế này, cha Tuyên nói rằng, cha Tuyên đã hứa với cha Trương Vũ Diệp rằng khi nào mà ông làm cha thì ông sẽ vận động phong thánh cho cha Trương Vũ Diệp. Thành ra ông hứa, ông không muốn nói rằng, họ nghĩ rằng mọi người khác hay là cha Trương Vũ Diệp nói, ông hứa cụi, cái đây nói ngàn tiếng ông nói hứa cụi. Thành ra bây giờ ông phải làm mọi cách để mà vận động phong thánh cho cha Trương Vũ Diệp. Đó, đại khái như vậy. Còn quý vị muốn mở về về Trương Vũ Diệp mà quý vị cái việc Trần Thế Tiên thì quý vị nghe cha nói tại sao, như là cha nói đi đâu cha cũng nói để mà người ta nghe về cha mà quên những cái việc cha làm. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu nói một câu tôi để ý tới đời đó, là đừng nghe những gì cộng sản nói mà hãy nhìn những gì nó làm. Thành ra cha Tuyên á, muốn vận động phong thánh cha phải về gặp ông Nguyễn Anh Hào là ông Đường, cái người giết cha, mà cha đi gặp những cái tổ chức đó thì khi nó nói lại là cha nó nói ngay. Rồi vận động phong thánh mà phải tốn hàng 500.000 đô Mỹ. Chúa Giêsu dù già bán có 30 đồng chắc có đá tiền vàng, bây giờ chức thánh cha Diệp mà tới 500 triệu, 500 ngàn thì cái chuyện đó là cái vô lý, là cái đó mua chuộc tòa thánh, cái đó nhục mạ cha Diệp thôi chứ còn gì nữa. Vâng, xin cảm ơn ông Ngô Thiên Hiệp. Trên diễn đàn có những cái vị họ nhắc nhở là nên trả lời thẳng vào câu của chị Black Orchid. Nhưng mà có lẽ là ông Ngô Thiên Hiệp cũng không có muốn trả lời thẳng chăng,
mà nói thì nó hơi xa, hơi gần. Cha Tuyên về Việt Nam để thiết lập hồ sơ phong thánh phải đến để tìm một cái người là Việt cộng để mà hỏi, mà trong khi Việt cộng giết cha Diệp thì hỏi như thế thì quả thật là nó có cái tính mâu thuẫn ở trong đó. Tuy nhiên ông có thể trả lời được cha Tuyên lại không? Nếu không thì chúng ta đi qua chuyện khác. Hỏi trả lời cha Tuyên là ai thì tôi trả lời được, nhưng mà lập trường cha Tuyên thì tôi không dám nói. Bởi vì làm sao biết sự thật ổng? Bởi vì có người như thế này nè, có lần tôi đã hỏi câu đó với cha Liêm, tức là sau khi mùa phục sinh xong thì tôi có mời bốn cha đi xuống tàu, tôi đi ra câu cua. Thì khi xuống ghe đó thì cha chánh xứ tôi nói: anh có biết nhiều cha Diệp, liên quan cha Diệp, anh viết sách về cha Diệp, sao không có hình ảnh cha Diệp nào trên ghe anh? Tôi mới trả lời: thưa cha, con mến cha Diệp là mến trong trí, trong tim con, còn luôn luôn thì cha Diệp cũng là tôi tới Chúa, thành ra dưới ghe con chỉ có hình Chúa và hình Đức Mẹ thôi. Rồi tôi mới hỏi cha Tuyên vậy, nói: thưa cha Tuyên, vấn đề cha Trương Bưu Diệp, hỏi cha Liêm, thưa cha Liêm, tức là có hai ông cha Liêm cùng xuống ghe thôi, tôi hỏi Liêm nhỏ, thì tại sao vấn đề cha Tuyên ai cũng biết gian dối mà vẫn để như vậy? Thì cha Liêm trả lời rằng: biết đâu người ta để như vậy, để làm gian dối như vậy, tòa thánh để ông đóng vai du già như vậy, anh mới bực tức mà nói lên hết sự thật. Còn nếu mà ông không nói như vậy, làm sao anh dám lên nói sự thật từ trước tới giờ? Đó là tôi hỏi cha Liêm. Còn bây giờ cha Liêm trả lời: còn tôi hỏi một vị đàn anh của tôi, là coi cũng như quân sư tôi về quân đội, là anh Trúc, là thiếu tá Trúc, hồi xưa là coi sư đoàn, làm việc trong sư đoàn 21. Thì anh Trúc trả lời rằng: cha Tuyên phải viết những cái hồ sơ như vậy, nhưng mà để mà cha về Việt Nam đi chỗ nào cũng được, chứ cha mà viết thật từ lúc đầu, làm sao cha đi để mà thu thập tài liệu? Biết đâu tài liệu cha Tuyên gửi về tòa thánh là đúng như tài liệu của anh làm sao? Bởi vì anh có gửi cho cha Tuyên rồi, thì biết đâu tài liệu anh cha Tuyên sẽ nạp lên tòa thánh. Tôi không chấp nhận như anh Trúc nói đâu. Chuyện này á, là cái chuyện thật từ đầu đến đuôi, ta chúng ta không có sợ ai gì hết. Nó cho thu thập thì chúng ta thu thập, nó không cho thu thập thì tòa thánh chỉ mua vé máy bay. Những nhân chứng đó còn sống từ Việt Nam qua thì tòa thánh hỏi, tòa thánh biết ngay, chứ cần gì mà đi vòng vòng mà phổ biến những cái sai lạc như vậy. Vâng, cảm ơn ông Ngô Thiên Hiệp. Bởi vì phong thánh là chuyện hàng trăm năm và là chuyện của hàng ngàn năm, giáo hội không có dễ dàng để mà bị lừa gạt. Tuy nhiên cái cách thế mà trả lời vừa rồi, cái cách thế mà để là chú giải, thì thực sự là cái cách thế của ma quỷ để mà dùng phong thánh, thì quả thực bản chất nó đã là mâu thuẫn rồi. Thành thử thôi, cái vấn đề cha Tuyên là ai thì quý vị có thể tự hiểu một cách dễ dàng. Cái câu hỏi cha Tuyên nói vậy vô lý, như chị Black Orchid viết, cha Tuyên nói vậy thì vô lý như vậy, tại sao giáo dân vẫn cứ đóng góp? Thì thưa với chị Black Orchid như thế này: hôm nay chúng ta đang làm một cái việc để trả lại sự thật cho sự thật, và để trả lại danh dự cho cha Trương Bửu Diệp và cho tòa thánh. Nếu chúng ta không làm việc này theo với lương tâm của chúng ta và theo với những cái sự thật mà ông Ngô Thiên Hiệp là con của một nhân chứng sống hiểu biết, thì chắc chắn là ông Ngô Thiên Hiệp đã thiếu trách nhiệm. Và hôm nay ông ta làm cái việc này vì tinh thần trách nhiệm và vì sự tôn trọng sự thật, và vì biết rằng việc phong thánh là một việc vô cùng hệ trọng trong cái đời sống đức tin của người Công giáo Việt Nam nói riêng và toàn cầu nói chung, và trong suốt chiều dài lịch sử 2000 năm giáo hội đã tồn tại trong suốt chiều dài lịch sử của thế giới. Vâng, và bây giờ thì xin có một cái câu hỏi có lẽ là cuối cùng của nước mắt đàn ông. Không biết cái nước mắt đàn ông từ trước tới giờ vẫn còn đó hay là mới giơ tay ạ? Chắc là không có, xin lỗi quý vị.
Không biết bây giờ có ai còn muốn chia sẻ điều gì không ạ? Còn nếu không thì chúng ta sẽ đi vào phần đúc kết ạ. Vâng, nói tóm lại thì bây giờ như có một vài chị ở trên diễn đàn này đề nghị đó. Tại sao những câu chuyện mà cho rằng hồ sơ phong thánh nghe nó một người thường dân cũng đã là thấy vô lý rồi, nhưng mà tại sao nhiều giáo dân vẫn tiếp tục đóng góp vào trong cái con số 500.000 đó? Có phải là vì họ quá yêu mến cha Diệp? Có phải là vì họ có được nhiều ơn cha Diệp? Và có phải là vì họ thiếu thông tin? Hoặc là có phải là vì họ quá nhiệt thành? Xin ông cho một lời chú giải, và ông xin ông cho một số thông tin để các nơi khác khi mà đang có những cái vấn đề vận động tài chính thì họ cũng có thể hiểu được cái việc làm của họ nó đang ở vị trí như thế nào. Xin mời ông. Thưa quý vị, đúng ra đó họ được ơn cha Diệp, họ muốn trả mà thôi. Và tất cả những gì cha Tiên làm đó thì họ không biết, và họ chỉ nghe những gì cha Tiên nói mà thôi, cho nên nó mới sai trái. Rất nhiều người không biết những cái gì mà cha Tiên đưa ra hay cha Tiên sẽ nạp lên tòa thánh, cho nên họ cứ nghe. Quý vị bây giờ mà mở cái trang website của cha Tiên đó thì quý vị cũng lầm, và ai cũng lầm hết. Bởi vì đầu tiên cha Tiên nói là cái người tòa thánh đã tuyển chọn rồi thì còn ai còn thắc mắc gì nữa. Ông thánh một vị thánh. Cái thứ ba nữa, cha Tiên là người ở ngoại quốc, cha Tiên rành hết, và cha Tiên đã được cha Diệp để cho mình làm cha, thì cái ơn đó cha phải trả. Thì cái đó cha nói thì nó đúng, nó tình, nó nghĩa, nó đủ thứ, thì ai cũng tin mà thôi. Nhưng mà cái đó tôi nói với quý vị rằng hãy nhìn những cái gì mà người ta làm nó quan trọng hơn những cái gì người ta nói. Thành ra hôm nay tôi hy vọng rằng là cái việc làm chót, bởi vì tôi cũng mệt mỏi lắm rồi. Cái chuyện này đầu tiên á, là tôi biết quen biết cha Tiên thì tôi cũng không biết gì hết. Tôi biết mình là con của nhân chứng sống, cho nên mình cần phải nói lên sự thật. Tôi cố gắng mò mẫm viết 3 tập hồi ký về cha Trương Bửu Diệp, và một cái bài nữa gọi là sơ lược các tu sĩ, cuộc thẩm sát các tu sĩ ở xứ đạo Cà Mau. Thì tôi đã gửi cha Tiên, thì cha Tiên thấy rằng bài tôi nó quá đầy đủ, cha Tiên không thể nào đánh lạc. Với hai, tôi là cái người ở ngoài này, và tôi là con người dám làm dám nói, không có ai lai chuyển được, cho nên bài tôi cha Tiên dẹp bỏ và không dám đăng. Thì những người khác nó, tôi đã làm rất nhiều rồi, rồi tôi được cha Diệp dẫn dắt đi tới tòa thánh, rồi cha Diệp cho tôi 3-4 đứa con làm việc trong tòa thánh là những bà phước, và những người đó sẽ lo phong thánh cho cha Diệp trong phần đầu tiên. Thành ra hôm nay tôi hy vọng rằng cái vấn đề chót, rằng tôi cộng tác để mà đóng góp giúp cho cha Diệp là đem cái này ra ánh sáng. Thì 81 tôi ở Việt Nam, 82 tôi qua đảo, và từ đó đó, từ ở bên đảo, từ ở Việt Nam, tôi đã biết ở Cali là trái tim của tất cả người Việt hải ngoại, không phải là nước Mỹ không, mà cả toàn thế giới. Cali là khối óc của tất cả người Việt, và tất cả trong nước nữa. Thành ra cái gì mà Cali đưa ra, tin tức, truyền thanh, báo chí hay là cái gì đi nữa, thì tất cả mọi người trên thế giới đều biết. Thì trong tuần này nè, quý vị cứ mời bà Lucia Quỳnh Thị Nghĩa lên, quý vị hỏi như những cái gì tôi đã hỏi rồi, thì quý vị biết ngay rằng những cái gì mà cha Tiên đưa ra không thể nào của Quỳnh Thị Nghĩa, bà Quỳnh Thị Nghĩa nói được. Và cái người thứ hai quan trọng hơn, cha Tiên đã làm cho một người 90 mấy tuổi tức tưởi học máu mà chết, và ông này đó là cái người biết rành tất cả sự thật về cái cuộc tàn sát này. Ông là Ngô Minh Quang, tức là cái người mà giết sát cha Diệp và đem về chôn. Thì cha Tuyên đưa những cái lời chứng mà ông Ngô Minh Quang nói cho cha Tuyên đàn, thì cha Tuyên bỏ hết về đây, cha Tuyên giết hoàn toàn trái ngược. Vì giờ quý vị cứ mời ông Đào Tấn Kiệt, người đang coi một hội từ thiện Trương Bửu Diệp, thì sau khi mà bài vở tôi đã viết gửi cho cha Tiên, gửi cho
báo chí tôi cũng như gửi cho nhà thờ tôi, thì tôi có gửi cho ông Đào Tứ Kiệt. Thì sau khi đọc bài vở của tôi rồi đó, ông đã về Bầu Sen để mà kiểm chứng cái cuộc tàn sát tôn giáo tại Bầu Sen. Ông đã về Tắc Sậy để mà tìm gặp những người đó. Thì trong khi đó ông đã tìm gặp ông Ngô Minh Quang. Thì khi mà ông Đào Tứ Kiệt gặp người mà vớt xác cha và đem chôn cất cha, thì ông Đào Tứ Kiệt mới hỏi ông Ngô Minh Quang. Thì ông Ngô Minh Quang thực hết những cái việc đó. Thì bây giờ đó, quý vị cứ mời ông Ngô Minh Quang lên thực, thì quý vị biết ai giết cha Trương Quốc Diệp ngay. Và cái đau đớn gì là khi mà ông Đào Tứ Kiệt hỏi ông Ngô Minh Quang và ông Ngô Minh Quang thực hết, thì ông Đào Tứ Kiệt mới hỏi câu này: nói tại sao bác ở Việt Nam trong lúc này mà bác dám thực cho cha tuyên trước mặt báo chí và công an như vậy? Thì ông Ngô Minh Quang mới trả lời rằng: tôi bây giờ đã 93 tuổi rồi, lúc tôi 20 mấy tuổi tôi còn không sợ gì, dám liều chết liều nguy hiểm vớt xác cha Diệp và đi chôn. Nhưng mà lúc đó tôi chỉ sợ rằng sau khi tôi chôn ở ngoài đất thánh của nhà thờ thì chúng sẽ đào xác cha Diệp và hành xác cha Diệp lần nữa, cho nên tôi đem xác cha Diệp vào trong phòng thánh của nhà thờ khúc tréo mà chôn. Quý vị biết cái phòng thánh là thế nào, tức là nhà thờ nó có ba phần. Phần thứ nhất là giáo dân đọc kinh, cái phần dự lễ, cái phần thứ nhì là cha hành lễ, cái phần sau là cái phần cung thánh, tức là để cho đồ các cha làm lễ các em vô thay đồ đó, tức là chôn cái phần đó không ai được vô. Nhưng mà ông Ngô Minh Quang thực hết như vậy, về cha tiên lại nói đàn, thì ông Đào Tứ Kiệt mới cho ông Ngô Minh Quang biết như thế này: cha tiên về thực những lời bác ngược hết. Thì ông Ngô Minh Quang ổng kêu trời và ổng thức tối. Thì ông Đào Tứ Kiệt về thực như vậy thôi: tôi có người em chú bác đang ở Tắc Sậy, ba tôi là Ngô Thiên Cẩn ở Bầu Sen, chú tôi là Ngô Bích Thủ ở Tắc Sậy. Thì tôi cơ kêu người em chú bác, em tôi nhưng mà lớn hơn tôi, giờ cũng gần 80 tuổi rồi, lại tìm ông Ngô Minh Quang để mà hỏi. Thì khi em tôi lại đó, thì ông Ngô Minh Quang người nhà nói rằng học máu, không, xuất huyết tức quá, xuất huyết mà chết. Tức là Ngô Minh Quang chết sau khi ông Đào Tứ Kiệt lại thăm mấy ngày. Bây giờ quý vị mời ông Đào Tứ Kiệt lên thuật lại, thì quý vị biết ai liền mà Cali đã biết rồi đó, thì tất cả nước Mỹ đều biết, mà tất cả nước Mỹ và cả thế giới và cả Việt Nam biết. Còn tôi, những bài vở tôi nhà báo chí rồi này kia đăng ở Vancouver thì chỉ mình Vancouver biết mà thôi. Vâng, cảm ơn ông Ngô Thiên Thiệp. Thật là cái việc này thật là rõ ràng, thành thử ra trước sau gì những sự gian trá thì nó cũng lòi ra hết thôi. Bởi vì bà Lucia Nghĩa còn sống và ông Đào Tuấn Kiệt là người liên lạc chặt chẽ với ông Ngô Minh Quang, mà ông Ngô Minh Quang là người đã vớt xác cha Diệp và chôn táng cha Diệp ở trong phòng thánh, thì mọi sự nó đã rõ ràng rồi. Thành thử ra cái chuyện này vẫn có thể kiểm chứng được, và những điều ông Ngô Thiên Hiệp trình bày là có mạch lạc và có dẫn dắt để có thể kiểm tra được bằng những chứng nhân còn sống. Và có lẽ là anh Thằng Mó có cái sự chia sẻ hay câu hỏi cuối cùng cho cái buổi hội luận hôm nay. Mời Thằng Mó. Dạ vâng, cảm ơn anh Lạc Việt rất là nhiều. Mỏ sau khi nghe rồi thì mỏ mới đúc kết lại, thì mỏ có cảm giác giống như là chúng ta đang nghe một câu chuyện rất là quan trọng. Không, lúc đầu thì mỏ chỉ nghe, mỏ cũng không có thấy cái mức quan trọng của nó, bởi vì mỏ chưa có biết cái đầu đuôi câu chuyện. Bây giờ đó thì cái câu hỏi á là ông Ngô Thiên Hiệp đã làm một cái điều rất là quan trọng, đó là ông nói lên cái sự thật để cho người dân Việt Nam nói chung, giáo hội nói riêng, rồi và những người ở hải ngoại là nói riêng nữa, là ở hải ngoại biết được cái sự thật để mà đề phòng cái trường hợp như thế này. Là cái trường hợp như thế này là
cái sự mà mua bán thần thánh quý vị, bởi vì từ trước đến nay không có ai mà chưa bao giờ mà cái chuyện phong thần phong thánh mà phải mà nó liên quan tới tiền bạc cả quý vị. Đây là cái điều nó rất là bình hoạn, cho nên cái lên ông Ngô Thiên Hiệp lên tiếng là điều vô cùng quan trọng. Cái thứ hai là ngăn ngừa được cái sự vừa có tiền mà vừa được đi lường gạt mà được ăn tiền của Việt Cộng quý vị. Bởi vì khi mà ông Linh Mục, ông về Việt Nam để ông lo cái chuyện phong thần thánh, và ông phải đi theo cái quy định quy luật của Việt Cộng đó, thì coi như là ông vừa cúng tiền cho nó mà ông vừa là phải nghe những cái luận điệu lường gạt của nó để củng cố cái bộ máy lường gạt, vừa giết người chạy tội mà vừa đổ tội cho người khác tất cả, để còn vừa được ăn tiền nữa. Và khi mà những cái điều này đó mà được người dân Việt Nam biết á, nó quan trọng là chỗ này, thì những người Việt Nam ở hải ngoại không bị lường gạt, bởi vì không có bao giờ mà nên trả tiền giúp tiền trả tiền, không có bao giờ hãy mà liên quan tới vấn đề tòa thánh và phong chức thần thánh, không bao giờ người ta nói tới cái chữ tiền quý vị. Cho nên cái câu hỏi của mỏ đó là ông Ngô Thiên Hiệp, một mặt thì diễn đàn cá nhân của mỏ vô cùng quý mến, khi mà nghe xong mỏ mừng mỏ rỡ, mỏ không mỏ tin, mỏ cái cảm thấy rất là cũng như ơn Chúa. Nếu quý vị tin vào Chúa, đã có người nhờ ơn Chúa mà có người chống lại cái hành động quỷ ma điên cuồng tàn ác này. Nhưng mà mỏ hỏi ông Ngô Thiên Hiệp là ngoài ông ra thì có ai là nhân chứng và ông có thể giúp được để loan báo cái sự thật này một cách cá nhân của ông và nhờ vào cái sự giúp đỡ của tất cả những cái phương tiện mà ông biết, truyền thông của giáo hội, của tôn giáo, để đem cái sự thật này ra, để cho người không bị lường gạt quý vị, để cho người ta không thể nào trả một đồng bạc nào cho tất cả những cái tội ác mà Việt Cộng nó làm. Mỏ không có dám đặt một câu hỏi gì với cái linh mục gì, cái mục tính hả, là ông mà mỏ không cũng không dám, giống như ông Ngô Thiên Hiệp vậy đó, mỏ chỉ là người lắng nghe thôi. Nhưng mỏ tin một cách mãnh liệt rằng tất cả tội ác đều là cái lũ côn đồ cộng nô cả, tội này lũ này nó kinh khủng lắm, chúng ta phải ngăn ngừa, vừa cúng tiền cho nó mà vừa bị nó cười là mình là thằng những đồ ngu, dạ là những thằng ngu, những người ngu. Thì làm sao để dẹp cái tình trạng mà nó trộn tôn giáo với đô la như thế này, để cho người dân, nhất là ở ngoài nước, trong nước thì bị nó lú lẫn đi rồi thì mình không có biết nói làm sao hơn, nhưng mà ở ngoài nước mà cũng vẫn bị lú lẫn như vậy, phải cúng tiền trả tiền cho nó để mà được nó lừa, nó lường gạt á, thì đây là cái điều mà dân Việt tộc Việt Nam sẽ muôn đời không bao giờ có thể ngoi đầu lên được quý vị. Mỏ xin có một câu hỏi rất là nhỏ thôi, tại mỏ nói hơi dài là bởi vì mỏ cũng rất là phẫn nộ đây, là ông có thể có ý kiến gì đó để loan báo ra với những nhân chứng mà còn sót lại, có thể giúp đỡ bằng phương pháp nào hay không, có thể nhờ ngay cả trong giáo hội Thiên Chúa giáo nữa, bởi vì không thể để chuyện này nó tiếp diễn hết người này tới người khác, vừa là nạn nhân của nó mà vừa cúng tiền cho nó ăn cái sự ngu đần của mình nữa. Thì kính thưa quý vị, đây là cái điều vô cùng vô phúc. Mà xin trả mic lại cho anh Lạc Việt ạ. Vâng, xin mời ông Ngô Thiên Hiệp ạ. Thưa quý vị, tôi nói rất dễ, với cá nhân tôi á, thì ở đây báo chí địa phương đây không có ai bị nữa hết. Nhưng mà Vancouver tôi không biết làm cách nào răng rộng. Tôi đã nhờ ở Cali, mà nếu ở Cali chỉ mời hai nhân chứng đó thôi, không cần tôi, và tôi sẽ gửi bài, nếu đăng những bài tôi nó càng tốt, nhưng mà không cần gì bài dở tôi, chỉ mời bà Lucia Quỳnh Thị Nghĩa và ông Đào Tuấn Kiệt lên để mà phỏng vấn là biết ngay, bởi vì hai người đó còn sống. Và hai người đó, bởi vì tôi nói nhiều quá rồi, họ nói rằng mình nói mình nghe hay là mình nói bạn mình nghe thì nó không có giá trị. Bây giờ mời những cái người, chẳng hạn bà Quỳnh Thiên Nghĩa đó, ông cho tiên đi đâu cũng mời bà đi theo kè kè để mà nói. Nhưng mà bà nói một đàn
thì cha tiên sau này viết lại, dịch lại, gửi tòa thánh lại một ngã. Còn ông Đào Tứ, còn ông Ngô Minh Quang á, thì cũng nói một đàn, cha tiên về cũng viết lại một ngã. Thì giờ có hai người đó cải chánh lại á, thì biết rằng cha tiên gian dối đến cái mức nào. Vâng, cảm ơn ông Ngô Thiên Hiệp. Đó là cái giải pháp. Giải pháp đó là còn hai nhân chứng sống có liên hệ đến những cái bài viết, hay là liên hệ đến ông Ngô Minh Quang là người đã trực tiếp chăm sóc cho cái việc vớt xác cha Trương Biểu Diệp. Thì nếu mà có cái vị nào mà có thể liên lạc, hay là cơ quan truyền thông nào mà có cái ý, nhã ý muốn đưa cái sự thật này lên thì cũng dễ thôi. Bởi vì ông Đào Tuấn Kiệt và Lucia, chị Su, bà Lucia Nghĩa thì ở Nam Cali. Vâng, có lẽ là bây giờ thì cái việc đó, thì việc tiếp tục như thế nào ở cái vùng đất Cali hay là các cái nơi khác trên thế giới, thì có lẽ là nó sẽ là một cái sự làm việc tiếp theo. Chứ còn ở trên diễn đàn này chắc chắn là ngay bây giờ chúng ta cũng sẽ khó lòng để có thể giải quyết được. Thôi thì buổi hội luận hôm nay trong cái chủ đề là cuộc thảm sát Linh Mục Trương Biểu Diệp cũng đã đi đến phần kết thúc. Và chúng ta, tất cả những người Việt Nam từ trong quốc nội lẫn hải ngoại, từ bao nhiêu chục năm nay, tất cả đều yêu mến cha Trương Biểu Diệp một cách chân thành. Và cha Trương Biểu Diệp cũng làm như thế là rất là thân quen, như thế là ở họ đạo tắc sậy vậy. Cha con gần gũi thân thiết, như thế là những người cùng chung sống trong một cái ngôi làng rất là nhà quê, rất là hiền hòa. Do đó có lẽ là cái tinh thần cha Trương Biểu Diệp cũng đến với mọi người dân, đến cầu khẩn với ngài cũng y như vậy. Thành thử ra cái việc mà người dân công giáo hay là người không công giáo mà yêu mến cha Trương Biểu Diệp và được nhiều ơn lạ cũng là cái điều rất là tự nhiên. Do đó cái việc phong thánh của cha Trương Biểu Diệp đối với tòa thánh thì đó là cái việc của tòa thánh. Và tôi Lạc Việt nghĩ rằng tất cả những cái sự nào mà quỷ ma gian trá thì một thời gian nó cũng sẽ bị rơi rớt mạng ra thôi. Vâng, thưa ông Ngô Thiên Hiệp, từ nãy tới giờ ông cũng đã trình bày khá đầy đủ về tất cả những dữ kiện liên quan đến cái cuộc khổ nạn của cha Trương Biểu Diệp. Vậy thì bây giờ đến cái phần cuối trước khi tạm biệt khán thính giả, xin ông còn có cái điều gì muốn nhắc nhở hay là như thế nào đối với tất cả các quý vị khán thính giả coi cái chương trình hôm nay ạ? Thưa quý vị, trước khi chấp diện hôm nay, tôi xin vài phút để mà nói với một người trẻ tuổi mà tôi mến phục, đó là em Trúc Hồ. Em là một người trẻ, quý vị chắc cũng biết, rất thành đạt ở đây và một người đầy tâm huyết. Em là một người công dân rất tốt và một người giáo dân cũng như hoàn hảo. Tôi cũng như em, khi nghe được cha Tuyên làm cáo thiên viên thu thập những tài liệu thì tôi một hai đóng góp liền, cố viết lên để mà gửi cho cha Tuyên. Nhưng tôi may mắn là rất rỗi rảnh và tôi theo dõi, tôi biết được cha Tuyên làm sai lầm. Còn em đã gửi, đã đưa cha Tuyên lên rất cao, nhờ em mà ai cũng biết cha Tuyên. Nhưng mà em không theo dõi, không có thời gian theo dõi, thành ra việc làm sai trái của cha Tuyên em không biết. Hôm nay tôi mong em phải mời cho bằng được hai người mà tôi vừa kể, đó là chị Quỳnh Thị Nghĩa, chị này thì chắc cũng không xa lạ gì với em, và hai nữa là anh Đào Tuấn Kiệt. Em phải mời, phải hỏi để phỏng vấn hai người này. Thì với quả tim của Cali cũng như khối óc của Cali thì chỉ trong vòng 1-2 tiếng đồng hồ tất cả đều biết sự thật ai là người giết cha Diệp. Mà nếu em không mời, em để cho những đài TV khác hay là những tờ báo khác hay là đài truyền thanh mà làm trước em đó, thì có thể người ta nghĩ lầm em là cánh tay nói dài cho Tiên, không muốn cái chuyện phơi bày ánh sáng. Do đó tôi muốn gửi những cái gì tôi nói ngày hôm nay đến em và mong em phải phơi bày ánh sáng trước tất cả những người khác. Xin kính chào quý vị và xin tạm ngừng nơi đây.